Tin mừng như đã vén mở cho tôi. Phần 88, quyển số 9, bài số 34. Trong ngày thứ bảy tuần thánh, rạng đông ngập ngừng trở lại trong đau đớn và bình minh trễ lạ thường. Dù không có mây trên bầu trời, tự như các thiên thể đã mất hết nghị lực, giống như mặt trăng có ánh sáng xanh lúc ban đêm. Mặt trời cũng xanh xao khi lú ra, bị che phủ. Có lẽ chúng cũng đã khóc, nên có dáng vẻ bị phủ xuống, giống như là mắt của những người tốt đã khóc và đang khóc vì cái chết của Chúa. Vừa khi Gioan hiểu rằng các cổng đã mở, ông ra đi như điếc trước sự năn nỉ của mẹ ông. Các bà khép kín trong nhà và còn sợ hãi khi Gioan đã ra đi. Maria vẫn ở trong phòng của người, tay để trên đầu gối, nhìn đăm đăm qua cửa sổ mở ra ngoài vườn. Khu vườn không mênh mông nhưng khá lớn, đầy những cây hồng nở hoa dọc theo các bức tường cao và các bồn hoa kỳ ngộ. Các khóm huệ trái lại chưa có các cọng của bông hoa tương lai, rậm rạp đẹp nhưng chỉ toàn lá. Mẹ nhìn, nhưng tôi tin mẹ chẳng thấy gì khác ngoài cái điều ở trong đầu óc mệt mỏi của người, cơn hấp hối của con mẹ. Các người đàn bà đi tới đi lui, lại gần mẹ, vuốt ve mẹ, xin mẹ ăn uống. Và mỗi lần có một bà đến là có một làn hương thơm phức pha trộn làm choáng váng. Maria chứng tỏ có điều đó ở mỗi lần bằng một cái rùng mình, nhưng không có gì khác. Không một lời nói, không một cử chỉ, mẹ đã kiệt quệ. Mẹ chờ, mẹ chỉ có chờ. Mẹ là người đang chờ đợi. Có tiếng gõ ở cổng, các bà chạy ra mở. Maria quay lại trên ghế nhưng không đứng lên, nhìn đăm đăm qua cái cửa hé mở. Madalena trở vào. Đó là Manaen. Ông muốn được dùng vào cái việc gì ở đây? Manaen, hãy cho ông ta vào. Ông ta luôn luôn tốt, nhưng mẹ đã tưởng là không phải ông ta. Vậy mẹ tưởng là ai? Để sau đã. Hãy cho ông ta đi qua. Manaen vào. Ông không khoa trương như thường lệ. Ông mặc y phục rất thường, màu nâu đậm gần như là đen. Áo khoác cũng vậy, không có đồ trang điểm, không gươm giáo, không có gì cả. Ông có vẻ như là một người sung túc nhưng là dân thường. Trước tiên, ông cúi mình để chào, tay bắt chéo trước ngực, rồi ông quỳ gối như ở trước bàn thờ. Đứng dậy và tha cho tôi, vì tôi không cúi mình để đáp lễ. Tôi không thể. Mẹ không nên. Con không để cho mẹ làm vậy. Mẹ biết con là ai, nhưng con xin mẹ, coi con như tôi tớ của mẹ. Mẹ có cần con không? Con thấy rằng chung quanh mẹ không có người đàn ông nào. Nicodemo cho con biết rằng tất cả đã trốn đi, không có gì để làm. Đúng vậy, nhưng ít nhất là cho người được an ủi vì nhìn thấy chúng ta. Con đã chào người vào lúc trưa, rồi sau đó con không thể vì... Nhưng vô ích để nói điều đó. Điều đó cũng là ý muốn của Satan. Bây giờ con rảnh và con đến phục vụ mẹ. Xin mẹ ra lệnh. Mẹ muốn biết và cho Lazaro biết. Các cô em của ông lo âu, chị dâu mẹ và bà Maria kia cũng vậy. Chúng tôi muốn biết xem Lazaro, Jacobe, Judah và Jacobe khác nữa có an toàn không? Judah ư? Tên Iscariot, nhưng hắn đã phản bội. Judah con trai của anh chồng mẹ cơ. À, con đi. Và ông đứng dậy. Nhưng khi ông làm như vậy, ông có một cái cử động đau đớn. Con bị thương à? Vâng, nhưng mà không sao.
còn bị đau ở một cái cánh tay. Tại chúng tôi có lẽ có phải vì vậy mà con không ở trên đó không? Vâng, vì vậy. Và đó là điều duy nhất làm con khổ chứ không phải vì vết thương. Nhưng chuyện còn lại của chủ nghĩa Pha-ri-siêu, chủ nghĩa Hy Bá, chủ nghĩa Sa-tan ở trong con. Bởi vì chủ nghĩa Sa-tan đã trở thành sự thờ phượng của Israel, đã ra đi tất cả với cái máu này. Con giống như một đứa trẻ sau khi bị người ta cắt mất cái dây rốn thánh, không còn liên lạc với máu mẹ được nữa. Và vài giọt máu còn lại trong cái cuống rốn không đi vào trong nó vì bị ngăn cản bởi các băng tải. Từ đây nó vô ích nên nó rụng. Đứa trẻ mới sinh sống sống với cái quả tim và máu của nó. Con cũng vậy, từ trước cho tới giờ này con chưa được hoàn toàn đào tạo. Bây giờ con đã tới hạn nên con tới. Con được đặt vào đời, con đã được sinh ra vào ngày hôm nào, vào ngày hôm qua. Mẹ con là Giêsu Nazareth, người đã sinh ra con khi người kêu lên tiếng cuối cùng. Con biết vì đêm hôm qua con trốn trong nhà Nicodemo, con chỉ muốn nhìn người. Ôi, khi quý vị đi ra mồ, xin nói cho con biết con sẽ tới. Khuôn mặt đấng cứu chuộc của người, con chưa biết. Người nhìn con, Manaen, quay lại đi. Manaen từ lúc vào, đầu cứ cúi sau, rồi sau đó mắt chỉ nhìn Maria. Quay lại và hầu như sợ hãi khi ông thấy tấm khăn. Ông liền quỳ xuống đất để thờ lạy. Ông khóc. Rồi ông đứng dậy cúi mình trước Maria và nói, con đi, nhưng đây là ngày Sa-bát. Con biết chúng đã kết tội chúng ta vì vi phạm cái ngày Sa-bát do sự xúi dục của người. Chúng ta giống nhau bởi vì chúng ta đã vi phạm cái luật tình yêu, điều răn thứ nhất và quan trọng nhất. Người đã nói vậy, nguyện Chúa an ủi mẹ. Ông ra đi. Từng giờ qua đi, quả là thời gian đi quá chậm đối với những kẻ chờ đợi. Maria đứng dậy, tì vào bàn ghế, đến trước lối vào. Mẹ tìm cách đi băng qua tiền đình mênh mông của lối vào. Nhưng khi mẹ không tì vào cái gì thì mẹ lảo đảo như người say. Martha nhìn thấy mẹ từ trong sân ở phía bên kia lối vào mở rộng ở đáy tiền đình, liền chạy tới. Mẹ muốn đi đâu? Lại kia, vào bên trong. Các bà đã hứa với tôi, hãy chờ Gioan, chờ đủ rồi. Các bà thấy là tôi bình tĩnh nào, bởi vì các bà đã cho đóng ở bên trong. Hãy cho mở đi, tôi chờ ở đây. Tất cả đều chạy tới. Susan liền chạy đi gọi ông chủ nhà đến với chìa khóa. Trong lúc đó, Maria tựa vào cái cửa nhỏ, làm như mẹ muốn mở nó ra bằng sức mạnh của ý chí mẹ. Đây, người đàn ông tới, e sợ, chán nản. Ông mở ra rồi rút lui. Maria trong tay của Martha và Maria Onfi đi vào phòng tiệc ly. Tất cả còn như lúc kết thúc bữa tiệc. Những biến cố tiếp theo đó và lệnh của Giêsu đã ngăn cản người ta thu dọn. Chỉ có các cái ghế nằm được đặt vào cái chỗ của nó. Maria, dù mẹ không có mặt trong bữa tiệc ly, cũng đi thẳng lại chỗ Giêsu đã ngồi, tự như có một bàn tay hướng dẫn mẹ. Mẹ giống như một người mắc chứng mộng du, vì mẹ có vẻ cứng ngắc khi mẹ cố gắng đi lại đó. Mẹ đi vòng quanh cái ghế nằm, len vào giữa nó và cái bàn. Mẹ đứng đó một lát, rồi khuỵu xuống, ngang qua cái bàn và bật lên khóc. Rồi mẹ bình tĩnh lại, quỳ gối và cầu nguyện, đầu gục vào mép bàn. Mẹ vuốt ve tấm khăn trải bàn, cái ghế, cái ly, mép của cái khay to đựng thịt chiên, con dao to dùng để cắt, cái bình để ở trước chỗ này.
Mẹ không biết rằng mẹ đã đụng vào cái mà Iscariot đã đụng vào. Mẹ như người mất trí, khoanh tay để trên bàn và gục đầu trên tay. Tất cả các bà đều im lặng cho tới khi chị dâu mẹ nói: "Đi Maria, chúng ta sợ người Do Thái. Em có muốn cho họ vào đây không?" "Không, không, đây là nơi thánh. Đi, giúp tôi với. Quý vị đã làm rất đúng khi nói với tôi. Tôi cũng muốn có một cái rương đẹp lớn, có khóa cẩn thận để cất giữ tất cả kho báu của tôi. Ngày mai con sẽ mang tới cho mẹ từ lâu đài. Đó là cái đẹp nhất nhà. Nó chắc chắn và an toàn. Con sẽ sung sướng biếu nó cho mẹ." Madalena hứa. Các bà đi ra. Maria quả đã kiệt quệ. Mẹ lão đảo khi đi qua các cái bậc. Nếu sự đau đớn đã bớt bi thảm là vì mẹ không còn sức để làm mạnh, nhưng cái yên tĩnh của mẹ còn có nhiều bi thương hơn. Mà đi về căn phòng mẹ đã ở lúc trước, trước khi vì chủ ngồi, mẹ vuốt ve khuôn mặt có cái khăn tựa như đây là khuôn mặt bằng da, bằng thịt sống động. Lại có tiếng gõ cửa, các bà vội vã ra mở. Maria nói rằng, nói bằng cái giọng mệt mỏi, nếu đó là các môn đệ, đặc biệt là Simon Phêrô và Judah, bảo họ tới gặp mẹ ngay. Nhưng đó là Isaac, người mục đồng. Ông đi vào trong khi là khóc. Sau vài phút, ông quỳ phục trước tấm khăn thánh, rồi trước mặt mẹ, và không biết nói gì. Chính mẹ nói trước: "Cảm ơn người đã thấy con, và mẹ cũng thấy con. Mẹ biết người đã nhìn các con như người có thể." Isaac khóc mạnh hơn. Ông chỉ có thể nói khi ông đã hết khóc: "Chúng con không muốn bỏ đi, nhưng Jonathan xin chúng con đi. Các người Do Thái đe dọa các bà, rồi sau đó chúng con không thể đến nữa. Tất cả đã hết, vậy chúng con phải đi đâu? Chúng con đã tản mát qua miền quê, rồi khi đem về, chúng con tụ họp nhau ở khoảng giữa đường từ Jerusalem tới Bethlehem. Chúng con thấy mình đã đi xa cái chết của người và tới gần hang đá của người. Rồi chúng con thấy mình đi về đó là không đúng, đó là ích kỷ, và chúng con trở về phía thành phố. Rồi không hiểu bằng cách nào chúng con lại gặp nhau ở Bethany. Các con tôi ư? Lazaro à? Jacobe à? Họ ở đây tất cả. Lúc bình minh, các cánh đồng của Lazaro đầy những người đi lang thang và khóc, các bạn hữu và các đồ đệ vô ích của người. Con đến nhà Lazaro, và con tưởng mình là người đến trước tiên, nhưng không. Ở đó đã có hai con ông, con trai của bà và con bà nữa, cùng với Andre, Bartolomeo, Matthew. Chính Simon Zelote đã thuyết phục họ đến đó. Và từ sáng sớm, Maximin đã ra đi rảo qua miền quê và đi tìm được những người khác. Lazaro đã cứu trợ tất cả, và ông còn đang bận rộn. Ông nói rằng thầy đã ra lệnh cho ông. Zelote cũng nói vậy. Nhưng Simon và Giuse, hai đứa con trai khác của tôi, chúng nó ở đâu? Thưa bà, tôi không biết. Chúng tôi ở cùng nhau cho tới khi động đất, rồi tôi không biết điều gì chính xác nữa. Ở giữa cái sự tối tăm và những cái lằn chớp, những người cháy sống lại, những rung chuyển của mặt đất và gió xoáy trên không, tôi lạc mất hồn trí. Tôi thấy tôi ở trong đền thờ, và tôi còn tự hỏi làm sao tôi lại có thể ở trong đó, ở bên trong giới hạn thánh. Hãy nghĩ rằng giữa tôi và bàn thờ dân hương chỉ có một cái khuỷu tay. Hãy nghĩ rằng nơi tôi đã đặt chân lên là nơi dành cho các thầy cả khi thừa hành chức vụ, và tôi thấy tôi đã ở nơi cực thánh. Đúng, vì tấm màn thánh đã bị xé ra từ trên xuống dưới, tựa như một người khổng lồ đã giật nó ra. Nếu người ta thấy tôi ở đó, ở bên trong, họ sẽ ném đá tôi, nhưng không thấy ai ở đó nữa. Tôi chỉ gặp những cái bóng ma người chết và bóng ma người sống, vì họ hiện ra như cái bóng ma trong ánh sáng của chớp lóe.
trong ánh sáng của các đám cháy và với sự sợ hãi trên khuôn mặt. Ôi, Simon của tôi, Giuse của tôi. Còn Simon Phêrô thì sao? Và Judas Iscariot và Thomas Philip. Con không biết mẹ, Lazaro đã sai con đi coi, vì người ta đã nói với ông rằng họ đã giết tất cả quý vị. Hãy đi ngay lập tức để báo cho ông ta yên lòng. Mẹ đã sai Maraen, nhưng con cũng hãy đi và nói. Và hãy nói rằng chỉ có một người bị giết và mẹ cùng với người. Nếu có con có gặp môn đệ nào khác thì hãy dẫn họ đi với con. Nhưng Iscariot và Simon Phêrô, mẹ rất mong gặp họ. Thưa mẹ, xin mẹ tha cho chúng con nếu chúng con đã không làm hơn. Mẹ tha hết thôi, đi đi. Isaacra, Mata và Maria, Salome và Maria Onfe làm ông ngục vì những yêu cầu. Gửi gắm mệnh lệnh, Susan khóc se sẻ vì không ai nói với bà vì chồng bà. Chính lúc ấy Salome nhớ tới chồng bà và bà cũng khóc. Lại yên lặng cho tới lần gõ cổng nữa. Vì thành phố yên tĩnh nên các bà bớt sợ. Nhưng khi chiếc cổng hé mở, các bà nhìn thấy khuôn mặt cạo nhẵn của Longino. Các bà chạy trốn hết, tự như các bà nhìn thấy một người cháy cúng trong khăn liệm, hay là một cái thằng quỷ dưới dạng người. Ông chủ đang đi dạo ở nhị tiền đình là người chạy trốn đầu tiên. Đây, Madalena đang ở với mẹ liền chạy ra. Longino với nụ cười diễu bất ý trên môi đi vào, và chính anh ta khép lại cái cổng nặng. Anh ta không mặc đồng phục nhà binh, nhưng với chiếc áo xám cọc, bên trong áo khoác đậm màu. Maria Madalena nhìn anh ta và anh ta nhìn nàng, rồi vẫn đứng tựa lưng vào cổng. Anh ta nói: tôi có thể vào mà không làm dơ cho ai và không làm ai sợ không? Sáng nay lúc rạng đông, tôi có gặp người công dân Giuse. Ông ta nói với tôi vì ước ao của bà mẹ. Tôi xin lỗi vì đã không tự mình nghĩ tới việc đó. Lưỡi giáo đây, tôi tính giữ nó như một kỷ niệm của một vị thánh trên thánh giá. Ôi, người là vậy, nhưng thật công bình để người mẹ có nó. Còn cắt quần áo khó hơn, nhưng đừng nói với bà. Có lẽ họ đã bán để được vài đồng. Đó là quyền của các người lính, nhưng tôi sẽ cố tìm. Vô đi, mẹ ở đây. Nhưng tôi là dân ngoại, không quan trọng. Tôi đi thưa mẹ, nếu anh muốn. Ồ không, tôi không nghĩ rằng mình đáng. Maria Madalena đi tìm Đức Trinh Nữ. Thưa mẹ, Longino đang ở ngoài. Anh ta biếu mẹ ngọn giáo, bảo anh ta vào. Ông chủ nhà đang đứng ở ngưỡng cửa cào nhàu. Nhưng đó là người ngoại. Ông ơi, tôi là mẹ của tất cả, cũng như người là đáng cứu chuộc của tất cả. Longino đi vào. Tại ngưỡng cửa anh ta chào như một phụ nữ Roma. Trước tiên bằng cử chỉ của cánh tay, rồi sau đó bằng lời. Anh ta đã cởi áo khoác ra. Ave Domina, một người Roma xin chào bà mẹ, mẹ của loài người, người mẹ thật. Tôi đã không muốn ở trong cái vụ này, nhưng tôi có lệnh. Tuy nhiên, nếu tôi được phục vụ bằng cách biếu bà cái mà bà ước ao, thì tôi tha cho cái số phận đã chọn tôi vào công việc ghê gớm này. Đây, và anh ta trao cho mẹ cái lưỡi giáo gói trong một cái tấm vải đỏ, chỉ có cái lưỡi sắt, không có cái cán. Maria cầm lấy và trở nên tái mét hơn. Đôi môi như bị xóa mất vì xanh xao. Tựa như cái lưỡi giáo làm mẹ mất máu. Và mẹ run cho tới môi khi trong khi nói: chớ gì người dắt anh lại với người vì lòng tốt của anh. Đó là người công chính duy nhất mà tôi gặp trong cái đế quốc Roma mênh mông. Tôi tiếc vì chỉ biết người qua lời của các bạn tôi. Bây giờ quá trễ rồi. Không, con ơi, người đã chấm dứt việc trao giảng tin mừng, nhưng tin mừng của người tồn tại trong giáo hội của người.
Giáo hội của người ở đâu? Longino hỏi mỉa mai. Ở đây. Hôm nay bị đánh và bị phân tán, nhưng ngày mai nó sẽ tụ họp lại như một cái cây đặt lại các chùm lá sau trận bão. Và cho dù không còn ai thì vẫn có mẹ ở đây, và tin mừng của Giêsu Kitô, con Thiên Chúa và con mẹ đã được viết tất cả trong trái tim mẹ. Mẹ chỉ việc nhìn vào quả tim mẹ để nhắc lại nó. Con sẽ trở lại. Một tôn giáo có một vị thủ lãnh anh hùng như vậy chỉ có thể thuộc về Thiên Chúa. Ave Domina. Longino đi ra. Maria không có lưỡi giáo vẫn còn dính máu con mẹ. Và mẹ không muốn lau máu đi. Mẹ nói, hồng ngọc của Thiên Chúa trên lưỡi giáo dự tợn. Thời giờ qua đi như vậy, giữa những lúc bầu trời thanh quang và những lúc mưa giông. Doan chỉ trở về khi mặt trời đã ở trên đỉnh đầu, nói cho biết là đã chín ngọ. Mẹ ơi, còn chẳng tìm thấy ai ngoại trừ Judas Iscariot. Nó đâu? Ôi mẹ ơi, sợ chừng nào. Hắn treo cổ ở trong một cây ô liu, sưng phồng và đen. Tựa như hắn đã chết từ mấy tuần lễ rồi vậy. Thấu sữa kinh khủng. Ở bên trên hắn, các chim kền kền, chim quạ kêu gào ảo đả nhau dễ sợ. Chính tiếng ồn ào của chúng đã lôi kéo còn lại hướng đó. Con đang ở trên đường của núi Ô Liu, trên một con dốc, con thấy những đàn chim đen lượn tròn. Còn lại đó, tại sao ư? Con không biết, và con thấy sợ hãi chừng nào. Sợ hãi, con nói đúng. Vì ở bên trên lòng nhân từ còn có sự công bằng. Quả vậy, lòng nhân từ đã vắng bóng lúc này. Nhưng Phêrô, Gioan, mẹ có lưỡi đồng rồi. Nhưng còn quần áo, Don Gino không nói tới nó. Mẹ ơi, con tính đi Getsemani. Người đã bắt lúc không mặc áo khoác. Có lẽ nó còn ở đó. Rồi con sẽ đi Bethany. Đi để kiếm áo khoác. Những người khác đều ở nhà Lazaro. Vậy đừng tới nhà Lazaro, không cần. Đi rồi trở lại đây. Gioan chạy đi, không ăn uống gì. Ông ăn chay giống như mẹ, các bà khác ăn đứng. Bánh và ô liu, vừa ăn vừa làm việc với các hương liệu. Ginny trao ra tới cùng với Jonathan, mặt phủ đầy nước mắt như mặt nạ. Vừa thấy Maria, bà nói, Người đã cứu con, nhưng bây giờ người phải chết. Bây giờ con không muốn được cứu nữa. Chính người mẹ đau khổ phải an ủi đứa con được chữa lành này. Vì nó vẫn còn sự nhạy cảm bệnh hoạn, mẹ an ủi bà và củng cố cho bà bằng các lời. Con đã không biết người và yêu người, và con không thể phục vụ người như bây giờ, nhưng còn phải làm biết bao trong tương lai. Và chúng ta phải hành động, bởi vì con thấy chúng ta đã ở lại đó, còn các ông thì chạy trốn hết. Luôn luôn đàn bà, luôn luôn là người đàn bà, là kẻ cho sự sống trong điều thiện cũng như trong điều ác. Chúng ta sẽ sinh ra cái đức tin mới mà chúng ta được đổ đầy, được đặt vào trong chúng ta bởi Thiên Chúa là bạn tình của chúng ta. Và chúng ta sẽ sinh nó ra cho trái đất vì sự lành của thế giới. Hãy nhìn này, người đẹp chừng nào. Tự như người chỉ mỉm cười và ăn mày những cái công việc thánh mà chúng ta sẽ làm. Ginny, mẹ yêu con. Con biết, đừng khóc nữa. Nhưng người đã chết, đúng ở đây người giống như một người sống. Nhưng bây giờ người không còn sống nữa, thế giới sẽ ra sao khi không có người? Người sẽ trở lại, hãy đi, hãy cầu nguyện và chờ đợi. Con càng tin, người càng sống lại sớm. Lòng tin này là sức mạnh của mẹ, và chỉ có mình Thiên Chúa
Satan và mẹ biết lòng tin vào sự sống lại của người đã bị tấn công chừng nào. Ginny cũng ra đi, gầy và cúi gù như một cái bông hoa huệ thấm quá nhiều nước. Nhưng sau khi bà đã ra đi, Maria lại rơi vào những cơn sầu phiền. Còn phải bàn sức mạnh cho mọi người và ai sẽ bàn cho con. Và mẹ khóc, vuốt ve khuôn mặt của bức hình. Vì bây giờ mẹ ngồi bên cái rương, có trải tấm khăn bên trên. Giuse và Nicodemo tới. Họ bảo các bà đừng có đi mua mục dược và lô hội. Vì họ đã mang tới những cái gối, nhưng sức mạnh của họ phải nhượng bộ trước khuôn mặt in trên tấm khăn và trước cái khuôn mặt bị tàn phá của mẹ. Sau khi đã chào mẹ, họ ngồi trong một cái góc nín thinh, nghiêm trọng, tang tóc, rồi họ ra đi. Mẹ không còn sức mạnh để nói. Buổi chiều càng buông xuống, đám mây mù ngột ngạt càng tiến tới. Mẹ càng trở nên một tạo vật đau khổ tơi bời. Bóng chiều cũng trở nên cho mẹ và những người đau khổ một nguồn đau đớn lớn hơn. Những người khác cũng trở nên buồn hơn, đặc biệt là Salome, Maria Onfi và Susan. Nhưng sau cùng, các bà cũng được an ủi. Vì có một nhóm người đi vô, ông Yebedi, ông chồng bà Susan và Simon Onfi cùng với Giuse Onfi. Hai ông trước đứng lại trong nhị thiền đường để giải thích rằng Gioan đã tìm thấy họ khi ông đi qua vùng Ophel. Còn hai ông kia, Isaac đã tìm thấy họ đang đi lang thang ở miền quê và tự hỏi xem nên trở lại thành phố hay là đi tìm hai đứa em của họ mà họ đoán là đang ở Bethany. Simon nói, Maria đâu? Tôi muốn gặp mẹ. Mẹ ông liền đi trước. Ông theo vào và hôn người bà con đau khổ của ông. Cháu ở một mình à? Sao Giuse không đi vào với cháu? Tại sao các cháu lìa nhau? Hãy còn sự bất hòa giữa các cháu sao? Các cháu không nên, các cháu có thấy không? Lý do bất hòa đã chết rồi. Và mẹ chỉ cho ông có bức hình trên tấm khăn. Simon nhìn bức hình và khóc, người nói. Ông nói, chúng cháu đã không rời nhau. Và chúng cháu sẽ không rời nhau nữa. Đúng, lý do bác Hòa đã chết. Nhưng không như cô nghĩ đâu. Lý do đã chết, vì bây giờ Giuse đã hiểu. Giuse đang ở bên ngoài, không dám vào. Ôi, không, cô không bao giờ làm cho người ta sợ. Và cô chỉ là tình thương. Cô sẽ tha thứ cho cả đứa phản bội. Nhưng cô không thể. Cô không thể nữa, nó đã tự tử. Và mẹ đứng dậy, cúi gù xuống để bước, trong khi gọi Giuse, Giuse. Nhưng Giuse bị ngập trong nước mắt không trả lời. Mẹ tới trước cửa, giống như mẹ đã làm để nói với Judas Iscariot, và một tay tì vào khung cửa, tay kia giơ ra đặt ở trên đầu đứa cháu già nhất và khăng khăng nhất của mẹ. Mẹ vuốt ve ông và nói, hãy để cô tựa vào một Giuse, tất cả đều bình an và trong sáng khi cô có cái tên này như ông vua trong nhà cô, rồi vị thánh của cô chết. Tất cả gia tài nhân loại của bà Maria tội nghiệp cũng chết theo. Cô chỉ còn lại gia tài siêu nhiên là Thiên Chúa của cô và con cô. Bây giờ cô là người bị bỏ rơi. Nhưng nếu cô có thể ở trong tay một Giuse mà cô yêu, và cháu biết là cô yêu cháu, cô sẽ cảm thấy ít bị bỏ rơi hơn. Cô thấy như đã đi lùi về phía sau và có thể nói, Giêsu vắng nhà, nhưng người không chết, người ở Cana và ở Naim vì công việc, nhưng bây giờ người trở về. Lại đây Giuse,
Cùng nhau chúng ta vào nơi người đang chờ cháu để mỉm cười với cháu. Người đã để lại cho chúng ta nụ cười của người để nói với chúng ta rằng người không giận ghét. Giuse vào và mẹ dắt tay ông. Khi ông thấy mẹ ngồi, ông quỳ trước mặt mẹ, gục đầu trên đầu gối và nức nở: xin tha, xin tha. Không phải với cô, chính người là đấng cháu phải xin lỗi. Người không thể cho cháu điều đó. Trên canvi, cháu đã tìm cách lôi kéo cái nhìn của người. Người đã nhìn mọi người nhưng không nhìn cháu. Người có lý. Cháu biết người và yêu người như vị thầy quá trẻ. Bây giờ hết mắt rồi. Bây giờ việc đó bắt đầu. Cháu sẽ đi về Nazareth và cháu sẽ nói: tôi tin, lòng tin của cháu sẽ có giá trị vô tận. Cháu sẽ yêu người với sự hoàn thiện của các tông đồ. Trong tương lai, những người sẽ có công nghiệp vì đã yêu Giê-xu mà họ chỉ biết bằng tâm hồn. Cháu sẽ làm việc đó không? Không, vân vân, để sửa chữa. Nhưng cháu muốn nghe từ chính người một lời, nhưng cháu không bao giờ được nghe nữa. Ngày thứ ba người sẽ sống lại và người sẽ nói với những kẻ yêu người. Và những kẻ người yêu, mọi người đều chờ tiếng nói của người. Cô có phúc vì cô có thể tin. Giuse, Giuse, chồng của cô là chú của cháu. Và ông đã tin vào một điều còn khó tin hơn điều này. Ông đã biết tin rằng con Maria Nazareth nghèo hèn là hiền thê và là mẹ của Thiên Chúa. Tại sao cháu là cháu của vị công chính và cháu mang tên người mà cháu không thể tin rằng Thiên Chúa có thể nói với sự chết? Đủ rồi. Và nói với sự sống: hãy trở lại. Cháu không xứng đáng lòng tin này bởi vì cháu xấu. Cháu đã bắt công với người, nhưng cô là mẹ người. Hãy chúc lành cho cháu. Hãy tha cho cháu. Hãy tha cho cháu sự bình an. Ừ, bình an, tha thứ. Ôi, lạy Thiên Chúa. Có lần con đã nói thật khó để làm các vị cứu chuộc. Bây giờ con nói thật khó để làm mẹ vị cứu chuộc. Xin thương, lạy Thiên Chúa của con, xin thương. Đi đi, Giuse. Mẹ nói đã đau khổ biết bao trong những giờ này. Hãy an ủi bà. Cô ở lại đây với tất cả những gì cô có của con cô. Và nước mắt cô đơn của cô sẽ xin cho cháu đức tin này. Thôi, chào cháu. Hãy nói với mọi người rằng cô muốn ở lặng, suy nghĩ, cầu nguyện. Cô là một người đàn bà khốn khổ bị treo ở bên trên vực thẳm bằng một sợi chỉ. Sợi chỉ là lòng tin của cô, và sự thiếu lòng tin của quý vị cứ liên tục đập vào sợi chỉ. Vì không ai biết tin cách hoàn toàn và cách thánh thiện. Và quý vị không biết rằng quý vị làm tôi mệt chừng nào. Quý vị không biết rằng quý vị đã giúp cho Satan để hành hạ tôi. Đi đi. Maria ở lại một mình. Mẹ quỳ gối trước cái khăn. Mẹ hồn tráng mắt miệng của con mẹ và mẹ nói: Như vậy để có sức mạnh. Tôi phải tin cho mọi người. Đêm xuống không trăng sao. Tối tăm ngột ngạt, Maria ở lại trong bóng tối với nỗi đau của người. Ngày Sa-bát chấm dứt. Bài số 35. Đêm thứ bảy tuần thánh, Maria Onfi bước vào một cách thận trọng và nghe ngóng. Có lẽ bà nghĩ rằng
Đức Maria thiếp ngủ. Bà tiến lại gần, cúi nhìn. Và bà thấy người đang quỳ gối, sắp mặt trên chiếc khăn. Bà lẩm bẩm, ôi tội nghiệp em như vậy. Các bà nghĩ rằng mẹ ngủ thiếp hay bị xỉu như vậy. Nhưng Maria ra khỏi kinh nguyện và nói, không, em cầu nguyện. Nhưng quỳ gối trong bóng tối, trong giá lạnh, cửa sổ mở, coi này em lạnh ngắt. Nhưng em cảm thấy dễ chịu hơn. Chỉ mình Thiên Chúa biết em mệt mỏi chừng nào sau bao lần nâng đỡ cho những tâm hồn lão đảo. Soi sáng bao tâm hồn mà sự chết của người không soi sáng được. Em cầu nguyện, và trong cầu nguyện, em như cảm thấy một mùi thơm thiên thần, một sự tươi mát của trời, một sự vút ve của đôi cánh. Một giây lát, không lâu hơn, em thấy dường như cây bỉ mộc dược nó dìm ngập em trong cơn dữ dội của nó từ ba ngày nay. Có pha một cái giọt em dịu bình an. Em thấy dường như vòng trời khép kín lại, khép kín hé mở ra, và một tia ánh sáng tình yêu xuống trên kệ bị bỏ rơi. Em thấy như có tiếng thì thầm vô kỷ đến từ khoảng cách xa vô tận, nói rằng thật sự đã chấm dứt lời cầu nguyện đau buồn của em. Bây giờ được an tĩnh hơn, nó được nhuộm bằng ánh sáng bình an. Ôi chỉ hơi có sắc thái ánh sáng bình an của những liên lạc của em với Thiên Chúa trước đây trong kinh nguyện. Kinh nguyện của em, Maria, chị đã yêu ông Onfe của chị nhiều khi chị còn là người vợ đồng trên ư. Ôi Maria, chị hoan hỷ lúc bình minh và tự chủ, tự nhủ rằng một đêm đã qua, bớt đi được một đêm chờ đợi. Chị vui sướng khi mặt trời và tự an ủi. Một ngày nữa đã qua, được một ngày nữa tới gần lúc tôi đi vào dưới mái nhà ông. Và khi mặt trời sập xuống, khi mặt trời xuống thấp, chị hát như một con chim sơn ca khi nghĩ rằng anh ấy sắp tới. Và khi chị thấy anh ấy đến với khuôn mặt đẹp như một thằng Juda của chị, vì thế chị yêu thằng Juda hơn, với đôi mắt nai say đắm giống như mắt thằng Jacobi của chị. Ôi lúc đó chị chẳng còn biết mình ở đâu nữa. Và khi anh ấy chào chị và nói, vợ hiền cũ của tôi, khi chị có thể nói với anh ấy, ông chúa của tôi. Khi ấy chị tin rằng nếu lúc đó chị bị cán nát bởi một cái xe nặng hay bị bắn trúng một mũi tên, chị cũng không cảm thấy đau. Rồi khi chị trở nên vợ anh ấy, Maria Onfe ngắt trí trong sự xuất thần vì những kỷ niệm của bà. Rồi bà hỏi, nhưng tại sao em hỏi như vậy? Để cắt nghĩ cho chị thế nào là những kinh nguyện của em. Hãy nhân lên gấp trăm những tình cảm của chị. Hãy làm cho nó lên tới hàng ngàn và hàng ngàn mạnh hơn. Và chị sẽ hiểu thế nào là luôn luôn là kinh nghiệm của em và sự chờ đợi của em lúc này. Phải, em tin rằng dù em không cầu nguyện trong sự bình an của hang đá hay ở trong phòng, và em phải hiến mình vào các công việc của phụ nữ, tâm hồn em cũng cầu nguyện không ngừng. Nhưng khi em có thể nói, đây, đã đến giờ tôi được đón tiếp Thiên Chúa.
trái tim em bừng nóng và đập mạnh hơn. Và khi em chìm đắm trong người, khi ấy, không, điều đó không thể cắt nghĩa được. Khi chị ở trong ánh sáng của Thiên Chúa, chị sẽ hiểu tất cả những điều đó đã bắt đi từ 3 ngày nay. Và còn tan nát hơn là em không còn con em nữa. Và Satan khai thác 2 cái vết thương chồng lên nhau này là cái chết của con em và sự bỏ rơi của Thiên Chúa. Và nó tạo ra một vết thương thứ 3 là sự bị mất đức tin. Chị ơi, chị Maria, em yêu chị nhiều. Và chị là bà con của em. Sau này chị hãy nói điều đó với các người tông đồ, các người con tông đồ của chị, để nếu chúng biết kiên trì trong việc tông đồ và toàn thắng Satan. Em chắc chắn rằng nếu em đã chấp nhận sự nghi ngờ, nếu em đã nhượng bộ những cám dỗ của Satan, và nếu em nói không thể nào người sống lại được, tức là từ chối Thiên Chúa, vì nói vậy là từ chối chân lý và quyền phép của Thiên Chúa, thì công trình cứu chuộc rất vĩ đại sẽ rơi vào hư vô. Em e và mới, em lại cắn vào trái táo kiêu căng, nhục dục siêu nhiên, và em sẽ làm hư cái công trình của đấng cứu chuộc bởi xác thịt, bởi quyền bính, bởi Satan. Họ phải bền vững cương quyết trong lại tất cả những khổ hình này và những đau khổ vì vật chất là những thứ nhẹ nhất, để đừng phá hủy những gì Giê-xu đã làm. Em Maria, em hãy nói điều đó với các con chị. Sao em lại nghĩ rằng bà chị giàu bết bát của em biết nói? Ôi tuy nhiên, dạ chúng nó đã tới, kiên nhẫn, trốn chạy lúc đầu. Nhưng rồi chị thấy rằng Lazaro và Simon đã được lệnh dẫn họ về Bethany. Giê-xu biết tất cả. Ừ, nhưng ôi, khi gặp lại chúng, chị sẽ khiển trách chúng nó cách gắt gao. Chúng nó hèn, dù tất cả đều hèn, nhưng chúng nó, các con chị, chúng không được hèn. Chị không bao giờ tha cho chúng nó. Hãy tha, hãy tha. Đó là một lúc lạc lõng. Chúng không tin là người có thể bị bắt. Người đã nói điều đó rồi. Chính vì thế mà chị không thể tha cho chúng. Chúng nó đã biết. Như vậy là chúng nó đã được chuẩn bị. Khi người ta biết một điều và người ta tin vào người nói thì chẳng có gì phải ngạc nhiên nữa. Maria, với các chị, người cũng đã nói thầy sẽ sống lại. Nhưng nếu em có thể mở lòng ngực và đầu óc của các chị ra, em sẽ thấy trên quả tim và trên bộ não của các chị có ghi câu điều đó không thể. Nhưng ít nhất đúng, thật khó mà tin. Tuy nhiên chúng ta đã ở trên can vi. Nhờ một ơn nhưng không của Thiên Chúa, nếu không chúng ta cũng trốn nữa. Chị đã nghe Longino, anh ta nói công việc ghê gớm. Và anh ta là lính chiến. Chúng ta các phụ nữ, với mỗi một thằng con trai, chúng ta đã kiên trì nhờ sự giúp trực tiếp của Thiên Chúa. Vậy đừng chúc tụng mình vì điều đó. Không phải chúng ta đáng công đâu. Vậy tại sao không với chúng nó? Bởi vì chúng là những linh mục cho ngày mai. Vậy chúng nó phải biết, biết vì đã cảm thấy, vì rất dễ dàng một kẻ đã tin vào một tín điều rồi lại phản bội. Giê-xu không muốn những linh mục quá kinh nghiệm. Đấy nội họ đã là những đối thủ khó lay chuyển của người. Em nói về Giê-xu tựa như người đã trở lại. Chị thấy không?
Chị cũng đã thú nhận rằng chị không tin. Làm sao chị có thể khiển trách các con trai chị? Maria Onfi không đối đáp làm sao. Bà cúi đầu, ngoáy ngó một cách máy móc các đồ vật và tìm thấy một cái đèn nhỏ, bà cầm đi xa. Rồi trở lại sau khi đã đốt nó lên và để nó vào cái chỗ thường xuyên của nó. Maria lại ngồi bên chiếc khăn dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu và ngọn lửa chập chờn hình ảnh có một vẻ sống động đặc biệt, mắt và miệng tựa như lay động. Em không dùng gì hết sao? Chị dâu mẹ hỏi với vẻ đau lòng. Một tí nước em khát. Maria đi rồi trở lại với sữa. Đừng ép, em không thể. Nước thì được. Em không còn nước trong người em. Em tin rằng em cũng không còn máu. Nhưng có tiếng gõ ngoài cửa. Maria Onvera. Có tiếng xì xèo ở ngoài nhị tiền đình. Rồi Juan đưa cái đầu vào trong. Juan, con đã về à? Vẫn không có gì ư? Có. Simon Ferro và áo khoác của Giê-xu cùng với nhau ở Getsemane. Áo khoác. Juan lết quỳ xuống và nói, nó đây. Nhưng nó bị xé rách và đầy máu. Những dấu tay là của Giê-xu. Chỉ mình người có những ngón tay dài và nhỏ như vậy. Nhưng những vết rách là xé bằng răng. Người ta thấy rõ là cái miệng loài người. Con nghĩ đây là miệng Judas Iscariot. Vì ở gần nơi Phêrô thì tìm thấy áo khoác có một cái mảnh áo vàng của Judas. Hắn trở lại đó rồi trước khi tự tử. Mẹ coi này, Maria chỉ biết vuốt ve và hôn cái áo khoác đỏ nặng của con mẹ. Nhưng vì Juan dục, mẹ mở ra và thấy những cái dấu tay bằng máu đỏ đậm trên màu đỏ của vải và các lỗ sách vì răng. Mẹ run run và lẩm bẩm, biết bao là máu, tựa như mẹ chỉ nhìn thấy máu. Mẹ ơi, ở dưới đất cũng đỏ những máu. Phêrô đã chạy lên đó vào cái giờ đầu tiên của buổi sáng, nói rằng trên các lá cỏ vẫn còn máu tươi. Giê-xu, con không biết, con không thấy vết thương ở đâu ra từng ấy máu từ cơ thể người trong lo âu. Ôi Giê-xu, nạn nhân toàn diện. Ôi Giê-xu của mẹ. Maria khóc với bao lo lắng. Một sự than khóc đã kiệt quệ các bà ở ngoài cửa. Nhìn rồi rút lui. Như vậy, trong khi mọi người đều bỏ rơi con. Các ông làm gì khi người chịu đựng cơn hấp hối thứ nhất? Mẹ ơi, chúng con ngủ. Doan khóc. Simon đã ở đó à? Hãy kể đi, con đi tìm cái áo khoác. Con nghĩ đến đi hỏi Jonas và Mark, nhưng họ đã trốn đi. Nhà cửa đóng chặt và mọi sự đều bỏ phế. Khi đó, con đi xuống về phía tường thành và đi lại hết con đường đã đi hôm thứ năm. Buổi chiều hôm đó, con hoàn toàn mệt mỏi và buồn rầu. Đến nỗi bây giờ con không nhớ Giê-xu đã để áo khoác của người ở đâu. Con nhớ hình như người có mặc áo, rồi người lại không mặc ở chỗ bị bắt. Không có gì. Ở chỗ ba người chúng con đã ở. Không thấy có. Con đi theo con đường mòn của thầy đã đi. Và con đã nghĩ rằng Phêrô cũng chết rồi, vì con thấy ông cụng tròn co quắp trước tảng đá. Con la lên, ông ngẩng đầu lên. Con nghĩ là ông điên vì ông đã quá thay đổi. Ông phát ra một tiếng kêu rồi tìm cách chạy trốn. Nhưng ông lảo đảo mù lòa bởi những nước mắt mà ông đã đổ ra. Con nắm lấy ông. Ông kêu lên, hãy buông tôi là thằng quỷ, tôi đã chối người. Đúng như người đã nói và gà gáy và người đã nhìn tôi chạy trốn, tôi chạy lung tung theo mọi ngã. Qua miền quê, rồi tôi thấy tôi ở đây. Cậu thấy không? Jehovah đã làm cho tôi tìm thấy máu người ở đây để kết tội tôi. Có máu ở khắp nơi, máu ở khắp nơi. Trên tảng đá, trên đất, trên cỏ, chúng tôi đã làm. Chính tôi đã làm cho chảy ra. Giống như tất cả, nhưng tôi đã chối máu này. Con thấy ông như mê sảng.
Con cố gắng làm cho ông bình tĩnh lại và đi ra khỏi đó. Nhưng ông không muốn. Ông nói, ở đây, chỉ để nhìn máu này và chiếc áo khoác của người. Và muốn giặt nó bằng nước mắt của tôi khi không còn máu trên vải này nữa. Có lẽ khi ấy tôi sẽ trở lại dưới những người sống để đấm ngực và nói, tôi đã chối Chúa. Con đã bảo rằng mẹ muốn ông, rằng mẹ đã sai con đi tìm ông, nhưng ông không muốn tin. Khi đó con nói với ông rằng, mẹ muốn gặp cả Giuđa để tha cho hắn và mẹ khổ vì không thể làm được bởi vì hắn đã tự tử. Khi đó ông khóc cách bình tĩnh hơn. Ông muốn biết tất cả. Ông kể với con rằng trên cỏ còn máu tươi và áo khoác bị vò xé bởi Giuđa Iscariot, người mà ông đã tìm thấy một mảnh áo còn để cho ông nói. Rồi con bảo ông, hãy về với mẹ đi. Con phải năn nỉ biết bao để thuyết phục ông ta. Và khi con thấy con đã thành công, làm cho ông chấp nhận, con đứng dậy để đi. Ông lại không muốn nữa. Chỉ có đến tối, ông mới chịu đi. Nhưng sau khi đi qua cổng, ông lại núp vào một cái vườn vắng và nói, tôi không muốn người ta thấy tôi. Tôi có mang trên trán câu viết kẻ chối Thiên Chúa. Bây giờ đã là đêm hoàn toàn, con mới thành công kéo ông về tới đây. Ông ta đâu? Ở đằng sau cái cửa này. Bảo ông vào. Thưa mẹ, Joan, mẹ đừng trách ông. Ông đã hối lỗi. Con còn biết mẹ quá ít. Bảo nó vô. Joan đi ra rồi trở vào một mình và nói, ông ta không dám. Mẹ thử gọi ông xem. Maria êm dịu. Simon Jonas hãy tới. Không có gì. Simon Phêrô hãy tới. Không có gì nhúc nhích. Phêrô của Giêsu và Maria hãy tới. Có tiếng khóc não nề, nhưng ông không vào. Maria đứng dậy để cái áo khoác trên bàn và đi ra cửa. Phêrô ngồi co ro bên ngoài như một con chó không chủ. Ông co quắp và khóc to đến nỗi ông không nghe cái tiếng mở cửa ra kèo kèn két và tiếng động dép của Maria. Ông nhận ra là mẹ ở đó khi mẹ cúi xuống để cầm lấy một bàn tay ông đang bịt chặt lấy mắt. Và mẹ bó buộc ông đứng dậy. Mẹ vào trong vòng và lôi ông theo như một đứa trẻ. Mẹ khép cửa và khóa lại, gù xuống vì đau đớn cũng như ông gù xuống vì xấu hổ. Mẹ trở về chỗ của mẹ. Phêrô quỳ dưới chân mẹ và khóc không cầm lại được. Maria phúc đầu tắp muối tiêu của ông, ướt đẫm mồ hôi vì đau khổ. Không có gì khác ngoài sự vuốt ve này cho tới khi ông bình tĩnh lại. Sau cùng, khi Phêrô nói, mẹ không thể tha cho con, vậy đừng vuốt ve con vì con đã chối người. Maria nói, Phêrô, con đã chối người, đúng vậy, con đã có can đảm để công khai. Chối người, sự can đảm hèn hạ. Những người khác, tất cả trừ các người mục đồng Manaen, Nicodemo, Giuse, Gioan, chỉ có hèn thôi. Họ đã từ chối người, tất cả đàn ông, đàn bà Israel, ngoại trừ vài bà. Mẹ không kể các đứa cháu và Onfe Sara, họ là bà con và là bạn hữu, nhưng những người khác, họ không có cả đánh cái can đảm quỷ quái để nói dối và chạy trốn. Cũng không có cái can đảm siêu nhiên để hối cải và khóc lóc. Và càng không có cái can đảm lớn hơn nữa để công khai nhìn nhận sai lầm của mình. Con là một con người tội nghiệp. Trước đó con đã là thế khi con đánh giá quá cao về mình. Bây giờ con là một con người. Ngày mai con sẽ là vị thánh. Cả đến dù con không sám hối như con là lúc này, mẹ cũng tha cho con. Mẹ sẽ tha cho cả Judas Iscariot để cứu linh hồn nó, vì giá trị của một linh hồn, dù chỉ một linh hồn duy nhất, cũng xứng đáng hết mọi nỗ lực để thắng lướt những ghê tởm, những oán ghét, cho tới khi bị tan nát vì nó. Phêrô, con hãy nhớ điều đó. Mẹ nhắc lại cho con giá trị của một linh mục
giá trị của một linh hồn là dù ta phải chết bởi cố gắng chịu đựng sự cặn kề của nó, cũng phải giữ nó trong vòng tay, giống như mẹ giữ cái đầu bạc của con. Nếu ta hiểu rằng khi giữ như vậy, ta có thể cứu nó. Vậy giống như một bà mẹ sau sự trừng phạt của cha ôm ghì lấy cái đầu của đứa con có lỗi trên quả tim bà. Và bởi những lời nói của quả tim bà, khi nó đập những nhịp đập tình yêu đau khổ hơn là bởi những cú roi đòn của cha, sẽ làm cho đứa con thay đổi và thỏa lòng Phêrô của con mẹ. Phêrô tội nghiệp cũng như mọi người bị ở trong tay Satan trong những giờ đen tối này mà không nhận ra, cứ tưởng là mình đã tự ý hành động. Hãy đến đây trên trái tim người mẹ của các con cái con mẹ. Ở đây Satan không thể làm hại cho các con được. Ở đây bão tố, bão gió sẽ êm lại trong khi chờ đợi mặt trời. Giêsu của mẹ sẽ sống lại để nói với các con: bình an, Phêrô của thầy. Ngôi sao mai sẽ mọc lên, trông trắng đẹp đẽ để tẩy sạch và làm cho đẹp tất cả những gì nó chiếu vào. Nó giống như xảy ra cho làn nước trong của biển quê ta vào những buổi sáng mùa xuân mát mẻ. Chính vì vậy mà mẹ đã mong cho con chừng nào dưới chân thập giá, mẹ đã bị tử đạo bởi người và bởi các con. Làm sao con lại không cảm thấy điều đó? Và mẹ đã gọi thần trí các con mạnh đến nỗi mẹ tin chúng đã thực sự đến với mẹ. Mẹ nhốt chúng trong trái tim mẹ, hay đúng hơn, đặt chúng trên trái tim mẹ như những tấm bánh tiếng. Mẹ tắm chúng trong máu và nước mắt của người. Mẹ có thể làm điều đó. Và vì qua Gioan, người đã đặt mẹ làm cho tất cả hậu duệ của người. Mẹ đã mong con chừng nào, buổi sáng hôm đó, buổi chiều hôm đó, ban đêm và lại ba ngày. Tại sao con làm cho một bà mẹ phải chờ đợi đến thế? Phêrô tội nghiệp, bị thương và bị giày xéo bởi Satan. Con không biết rằng công việc của các bà mẹ là thiết lập lại trật tự, là chữa lành, là tha thứ, là dẫn vì sao. Mẹ dẫn con vì với người, con có muốn thấy người không? Con có muốn thấy nụ cười của người để nhìn nhận là người còn yêu con không? Có ư? Ôi, vậy hãy ra khỏi lòng người đàn bà khốn khổ. Hãy đặt trán con lên trán đôi mão gai của người, miệng con trên miệng bị thương của người, và hãy hôn chân Chúa của con. Và hãy hôn Chúa của con. Người chết rồi, con không bao giờ có thể nữa. Phêrô, hãy trả lời mẹ, đối với con, phép lạ sau cùng của Chúa con là phép lạ nào? Phép lạ thánh thể, hay đúng hơn? Không, phép lạ chữa cho tên lính ở đó. Ôi, mẹ đừng làm cho con nhớ tới. Một người đàn bà trung thành, âu yếm can đảm đã tới gặp người trên can vi và đã lau mặt người. Và người để nói lên cái điều tình yêu có thể đã in mặt người trên cái khăn vải. Đây này Phêrô, đây là cái mà một người đàn bà có vào cái giờ của sự tối tăm ghê sợ, giờ của cơn thịnh nộ Thiên Chúa. Chỉ có bà đã yêu Phêrô. Con hãy nhớ điều đó cho những giờ mà đối với con hình như ma quỷ mạnh hơn Thiên Chúa. Thiên Chúa bị loài người bắt giam, bị hành hạ, bị kết án, bị đánh đòn, bị chết. Tuy nhiên, dù ngay trong những bực ngược đãi dã man nhất, Thiên Chúa luôn luôn là Thiên Chúa. Mặc dù người ta có thể đánh vào các ý niệm về người, nhưng Thiên Chúa đặng xui nên những ý niệm ấy là đặng không ai đụng tới được. Đây Thiên Chúa không cần lời nói, trả lời bằng miếng vải này cho những kẻ ưa phủ nhận, những kẻ cứng lòng tin, cho những kẻ ngu ngốc với những tại sao, những kẻ có tội với điều đó không thể, những kẻ phạm thánh với những điều tuy không thể hiểu được là không có thật. Hãy nhìn người. Có một hôm con đã kể với mẹ rằng con đã bảo Andre đấng Messi mà tỏ mình ra cho Chúa sao? Không thể được. Rồi có lẽ có cái lý lẽ nhân loại của con phải phục tòng sức mạnh của thần trí khi nó thấy đấng Messi ở nơi mà lý lẽ không nhìn thấy. Một lần khác, trên mặt biển sóng gió, con đã hỏi:
Thưa thầy, con có thể đến không? Rồi ở giữa đường, trên sóng nước, con đã nghi ngờ và nói: nước không thể nâng đỡ tôi được. Và bởi sự nghi ngờ về sức nặng mà con suýt bị chìm, chính trong những cái chống lại với lý lẽ nhân loại mà một thần trí biết tin được ưu thắng và tìm được sự trợ giúp của Thiên Chúa. Một lần khác, con đã nói, nếu Lazaro đã chết từ 4 ngày, tại sao chúng ta còn tới? Để chết một cách vô ích ư, vì lý lẽ nhân loại. Con không thể chấp nhận một giải pháp khác, vì lý do của con đã bị sửa sai bởi thần trí, bằng cách nó chỉ cho con. Bởi kẻ được sống lại, sự vinh quang của Đấng đã cho ông sống lại, nó chỉ cho con rằng các con không tới đó cách vô ích một lần khác, cả đến nhiều lần khác. Trong khi nghe Chúa của con nói về cái chết và một cái chết kinh sợ, con đã nói, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra cho thầy. Và con thấy cái lý lẽ của con đã bị đánh chính thế nào. Mẹ, bây giờ mẹ chờ để nghe một cái lời của thần trí con nói trong trường hợp sau cùng này. Xin tha, không phải vậy, một lời khác. Tôi tin một lời khác, con không biết. Tôi yêu Phêrô, yêu. Con sẽ được tha, con sẽ tin, con sẽ mạnh mẽ, con sẽ là thầy cả. Không phải như các pha-ri-siêu nặng nề và chỉ có công thức mà không có đức tin sống động. Hãy nhìn người, hãy dám nhìn người. Tất cả đã nhìn người và tôn kính, kể cả Longino. Mà con không biết nhìn ư? Tuy nhiên con đã biết chối người. Nếu con không nhận xa người bây giờ qua ngọn lửa tình mẹ của mẹ, đau thương triều mến để tụ hợp các con, để cho các con bình an, thì con sẽ không thể nữa. Người sẽ sống lại. Làm sao con có thể nhìn người trong ánh sáng mới của người nếu con không nhận ra dung nhan người trong cái chết của một vị thầy mà con đã biết, để đến với Đấng toàn thắng mà con không biết ư? Vì sự đau đớn, tất cả sự đau đớn của mọi thời và của cả thế giới đã làm việc với người bằng cái đục và cái búa trong những giờ này, kéo dài từ chiều thứ năm tới giờ thứ chín ngày thứ sáu, và chúng đã thay đổi bộ mặt của người. Trước chỉ là thầy và bạn, bây giờ là quan án và vua. Người đã lên tòa của người để phán xét, người đã lên ngôi vua và người sẽ mãi mãi như vậy. Chỉ trừ sau khi sống lại, người không còn là người quan xét và vua, nhưng là Thiên Chúa quan xét và vua. Hãy nhìn người, hãy nhìn người. Trong lúc nhân tính và đau thương bao phủ người để có thể nhìn người, trong khi người toàn thắng trong thiên tính của người. Sau cùng, Phêrô ngẩng mặt lên khỏi đầu gối Maria và nhìn mẹ với đôi mắt đỏ vì lệ trên khuôn mặt của một đứa trẻ già ảo não vì điều xấu đã làm, và ngạc nhiên vì điều đó lớn lao nó đã tìm thấy. Maria bó buộc ông nhìn Chúa của ông, trong khi Phêrô giống như ở trước một khuôn mặt sống động rên rỉ: xin tha, con không biết việc ấy xảy ra như thế nào, chuyện đó là gì. Con đã không phải là con. Có cái gì đã làm cho con phải là con? Nhưng con yêu thầy. Giê-xu, con yêu thầy. Thầy của con. Thầy ơi, trở lại đi, trở lại đi. Đừng ra đi như vậy mà không nói với con rằng thầy hiểu con. Maria làm cái cử chỉ trong phần của ngôi mộ, tay giơ ra đứng thẳng, mày giống như nữ linh một lúc dâng lễ, và cũng như ở đó mày đã dâng thánh thể không tỳ hổ. Ở đây mày dâng kẻ tội lỗi sám hối, đúng là mẹ của các thánh và các người tội lỗi. Rồi mẹ nâng Phêrô dậy, mẹ còn củng cố cho ông nữa và nói với ông như với một đứa trẻ: bây giờ mẹ bằng lòng hơn, mẹ biết là con ở đây. Bây giờ con hãy tới chỗ Gioan và các bà. Con cần được sự nghỉ ngơi và thực phẩm. Hãy đi và hãy tốt. Rồi trong căn nhà đã yên tĩnh hơn trong đêm thứ hai này, từ khi người chết có khuynh hướng trở về với thói quen nhân loại vì giấc ngủ và thực phẩm. Và trong cảnh húng hiện tại, mệt mỏi và nhẫn nại, trong khi ở mà cái nơi ở mà các người sống sót từ từ trở về từ cái bi kịch chết chóc, chỉ có mình Maria vẫn muốn đứng gắn bó với địa vị của mẹ. Trong sự chờ đợi của mẹ,
trong lời cầu nguyện luôn luôn cho kẻ sống và kẻ chết, cho kẻ công chính và kẻ tội lỗi, cho sự trở lại của con mẹ. Chị dâu mẹ muốn ở lại với mẹ, nhưng bây giờ bà ngồi trong một cái góc và ngủ ly bì, đầu tựa vào tường. Martha và Maria tới hai lần nhưng vì buồn ngủ, họ trút vào một cái phòng ở bên cạnh. Và sau vài câu nói, họ cũng chìm vào giấc ngủ. Ở xa hơn, trong một phòng bé tí như một đồ chơi, Salome ngủ với Susan. Trong khi hai cái chiếc chiếu trải dưới đất, Phêrô và Gioan ngủ cách ồn ào. Phêrô ngủ vẫn còn những nức nở, cách máy móc, chìm đi trong tiếng kéo gỗ của ông. Gioan ngủ với nụ cười trẻ con mơ thấy cảnh gì vui. Đời sống lấy lại các sinh hoạt của nó và thể xác với những quyền lợi của nó. Chỉ có ngôi sao mai vẫn sáng không ngủ, với tình yêu canh thức bên tấm hình của con mẹ. Đêm thứ bảy tuần thánh qua đi như vậy, cho tới lúc gà gáy vào tia sáng đầu tiên của hừng đông, làm Phêrô bật dậy với một tiếng kêu hoảng sợ, và đau đớn của ông làm thức tỉnh những người khác đang ngủ. Cuộc hưu chiến đã chấm dứt đối với họ và nỗi khổ lại bắt đầu. Trong khi với Maria, sự lo lắng chờ đợi vẫn chỉ gia tăng. Hãy quyển 9, quyển số 10. Thời vinh quang, bài số 1. Buổi sáng ngày Chúa Giêsu phục sinh. Các phụ nữ lại bắt đầu làm việc với các dầu thơm. Ban đêm, trời lạnh ở ngoài sân đã làm cho chúng đặt lại như một tảng bột. Gioan và Phêrô nghĩ đến cái việc xếp đặt lại phòng tiệc ly, rửa sạch các ly chén, nhưng lại trở lại như tình trạng lúc kết thúc bữa tiệc. Người đã nói vậy, Gioan nói. Người cũng đã nói đừng ngủ. Người đã nói, Phêrô, đừng kiêu ngạo, con không biết rằng giờ thử thách sắp đến sao. Và người đã nói, con sẽ chối thay. Phêrô lại khóc và nói với một nỗi buồn âm u, và tôi đã chối người. Đủ rồi, Phêrô, bây giờ anh đã trở lại, sự dằn vặt này đã đủ rồi. Không bao giờ đủ. Nếu tôi sống như các tổ phụ đầu tiên, nếu tôi sống 700 hay 900 năm như Adam và các con cháu đầu tiên của ông, tôi cũng không bao giờ hết cái sự dằn vặt này. Anh không tin cậy ở lòng thương xót của người ư? Có chứ. Nếu tôi không tin cậy vào đó, tôi sẽ giống như Judas Iscariot, một người tuyệt vọng. Nhưng cho dù người tha cho tôi từ cung lòng Chúa Cha, nơi người đã trở về, thì tôi không tha cho mình. Tôi là người đã nói. Tôi không biết người, bởi vì lúc đó nhìn biết người là nguy hiểm. Bởi vì tôi đã xấu hổ là môn đệ của người. Bởi vì tôi sợ bị hành hạ. Người đi tới cái chết, còn tôi đã nghĩ đến cứu mạng tôi. Và để cứu mạng, tôi đã từ chối người, giống như người đàn bà sau khi sinh nở đã từ chối cái quả của lòng mình, vì bà thấy nguy hiểm nếu để nó ở gần khi ông chồng trở về. Không hay biết gì, tôi còn tệ hơn người đàn bà ngoại tình, tệ hơn. Maria Magdalena đi vào vì bị lôi kéo bởi tiếng kêu của ông. Đừng la như vậy, mẹ nghe thấy đó. Mẹ đã rất kiệt quệ, mẹ không còn tí sinh lực nào, và tất cả đều làm mẹ đau. Các tiếng kêu vô ích và bừa bãi của anh lại đem mẹ trở lại bị hành hạ vì các điều các anh đã làm. Cậu thấy không, Gioan? Một người đàn bà có thể bắt tôi im mồm, và cô ta có lý, bởi vì chúng ta cắt đực rựa được dâng hiến cho Chúa, chúng ta chỉ biết nói dối và lãng xa ra. Các phụ nữ họ dũng cảm. Cậu á, cậu hơn người phụ nữ một tí vì cậu còn trẻ và trong sạch.
cậu đã biết ở lại. Chúng ta những người đàn ông khỏe mạnh, chúng ta đã chạy trốn. Ôi, cái thế giới phải khinh bỉ tôi chừng nào. Hãy nói cho tôi, cô ơi, hãy nói cho tôi. Cô có lý, hãy đạp bằng chân cô vào cái miệng đã nói dối này. Tại cái gót giày của cô có lẽ còn dính một tí máu người. Một tí máu này pha trộn với bùn đất trên đường có thể cho kẻ đã chối một tí tha thứ, một tí bình an. Tuy nhiên, tôi phải làm quen với cái sự khinh bỉ của thế giới. Tôi là thứ gì? Hãy nói cho tôi. Tôi là thứ gì? Anh là một kẻ kiêu căng vĩ đại. Maria Magdalena bình tĩnh trả lời. Đau khổ ư? Cả điều đó nữa. Nhưng hãy tin rằng trên 10 phần cái đau khổ của anh thì 5 phần để không xúc phạm đến anh. Khi nói là 6 phần là cái đau của kẻ có thể bị thế giới khinh bỉ. Nhưng trong thực tế tôi phải khinh anh nếu anh chỉ biết co rên và đặt mình vào trong tình trạng tuyệt đối giống như một phụ nữ yếu đuối ngu si làm. Điều đã làm là đã làm, và không phải những cái la lối bừa bãi có thể sửa chữa và hủy bỏ. Nó chỉ lôi kéo sự chú ý và ăn mày một sự thương xót mà người ta không xứng đáng. Hãy trưởng thành trong sự sám hối của anh. Đừng la lối, hãy hành động. Tôi, anh biết tôi đã là thứ gì? Nhưng khi tôi hiểu rằng tôi đáng khinh hơn cái thứ đồ nông mửa, tôi không ngó mình cho các quằn quại coi giật. Tôi hành động một cách công khai, không khoan dung cho mình, cũng không xin nài khoan dung. Thế giới khinh bỉ tôi ư? Họ có lý và tôi xứng đáng. Thế giới đã nói một kiểu mãi và mới, và họ gọi cái việc tôi chạy đến với Giê-xu là phạm thượng. Họ có lý. Lối sống của tôi ở quá khứ, người ta còn nhớ và nó biện minh cho những nhận xét này. Và sao nữa, thế giới phải chịu nhận là con Maria tội lỗi không còn nữa. Bằng hành động của tôi thuyết phục thế giới. Anh hãy làm như vậy và nín đi. Maria, cô khắc khe quá. Doan phản đối. Khắc khe với tôi hơn là với người khác. Nhưng tôi nhìn nhận là tôi không có bàn tay êm nhẹ của mẹ. Mẹ là tình yêu. Tôi đã đập nát cái giác quan của tôi bằng cái gậy của chính tôi. Và tôi còn làm hơn nữa. Anh nghĩ rằng tôi đã tha thứ cho tôi vì đã dâm đảng sao? Không. Nhưng tôi đã nói với chính mình mà thôi. Và tôi sẽ luôn luôn nói, tôi sẽ chết vì hao mòn trong sự hối hận kín đáo. Vì đã là cái kẻ làm đồi bại chính mình trong sự đau đớn, không an ủi được vì đã tục hóa chính mình. Và chỉ có thể dâng cho người một con tim đã bị giày đạp. Anh thấy không? Tôi đã làm việc với các dầu thơm nhiều hơn mọi người và với nhiều can đảm hơn mọi người. Tôi sẽ mở người ra. Ôi lạy Thiên Chúa! Bây giờ người thế nào? Maria Magdalena tái mét khi mới nghĩ tới điều đó. Và tôi sẽ phủ cho người bằng những dầu thơm mới sau khi đã gỡ ra tất cả những chất thơm cũ. Chắc chắn đã hư hết trên các vết thương vô số kể. Tôi sẽ làm việc đó bởi vì những người khác thì giống như các cây bìm bìm sau cơn mưa. Nhưng tôi ân hận khi làm việc đó với đôi tay đã làm biết bao phút ve dâm đảng và lại gần cả sự thánh thiện của người với thân xác ô uế của tôi. Tôi muốn có bàn tay của mẹ đồng trinh để làm việc sức giàu sau cùng này. Bây giờ Maria Magdalena khóc êm nhẹ không tiếng nấc. Chắc hẳn với Magdalena phường chèo mà người ta thường mô tả bà, đây cũng là những giọt nước mắt lặng lẽ mà nàng đã có trong ngày nàng được tha thứ tại nhà người Pha-ri-siêu. Cô nói rằng các bà sẽ sợ. Phêrô hỏi. Không phải sợ, nhưng chắc chắn các bà băn khoăn trước cơ thể người có lẽ đã thối, trương phình, đen. Lại nữa, chắc chắn các bà sợ lính gác. Cô có muốn tôi tới không? Và cả Doan đi với tôi. À,
Điều đó thì không. Tất cả chúng tôi cùng đi. Bởi vì tất cả chúng tôi đã ở trên đó. Nên thật chính đáng là tất cả chúng tôi đều ở chung quanh cái giường chết của người. Anh và Vũ Anh. Các anh ở lại đây. Mẹ không thể ở một mình. Mẹ không tới đó à? Chúng tôi sẽ không cho mẹ tới. Mẹ tin chắc rằng người sắp sống lại. Còn cô, tôi, sau Maria, tôi là người tin nhiều nhất. Tôi luôn luôn tin người có thể như vậy. Người đã nói vậy. Và người không bao giờ nói dối. Người. Ôi, trước tôi đã gọi người là Giê-xu, Thầy, vị cứu tinh, Chúa. Bây giờ tôi cảm thấy người quá vĩ đại tới nỗi tôi không biết, không dám gọi người bằng tên nào nữa. Tôi sẽ nói gì với người khi tôi thấy người, khi tôi lại thấy người? Nhưng cô tin chắc là người sẽ sống lại à? Lại một người nữa. Ôi, tôi lấy hết sức để nói với các anh là tôi tin. Nhưng nếu nghe các anh nói là các anh không tin, thì sợ rằng sau cùng tôi cũng lại không tin mất. Tôi đã tin và tôi còn tin. Tôi đã tin và từ lâu rồi tôi đã chuẩn bị cho người một cái áo. Ngày mai, vì ngày mai là ngày thứ ba, tôi sẽ mang lại đây sẵn sàng. Nhưng nếu cô nói là người sẽ đến, người sẽ đen trường phần 6. 6 không bao giờ, 6 là tội lỗi. Nhưng đúng, người sẽ đen. Và sao? Lazaro đã chẳng thối rửa sao? Nhưng khi sống lại, xác thịt anh lành hết. Nhưng nếu tôi nói vậy, im mồm các anh đi, cứng lòng tin. Tôi, trong tôi cũng vậy. Lý lẽ con người nói, người chết rồi và người sẽ không sống lại. Nhưng thần trí tôi, thần trí của người. Vì tôi có bởi người một thần trí mới. Nó kêu lên như tiếng kèn bạc vang dội. Người sống lại, người sống lại, người sống lại. Tại sao các anh đập vào tôi? Tôi như chiếc thuyền dụng vào đá ngầm. Và sự nghi ngờ của các anh ư? Tôi tin lạy Chúa tôi. Lazaro đã vâng lời thầy để ở lại Bethany, mặc dầu sự nát lòng của anh. Tôi là kẻ biết rõ Lazaro Theophile là ai. Một người can đảm, không phải con thỏ nhát gan. Tôi có thể đo lường được sự hy sinh của anh để ở lại trong bóng tối thay vì ở gần thầy. Nhưng anh đã vâng lời. Anh hùng trong sự vâng lời này hơn là nếu bằng võ khí. Anh đã gặp được người khỏi cái tay những kẻ trang bị khí giới. Tôi đã tin và tôi còn tin. Tôi ở lại đây để chờ người giống như mẹ. Nhưng hãy để tôi đi. Ngày đã hơi hé rạng và chúng tôi có thể thấy đường để ra mộ. Maria Magdalena đi ra, khuôn mặt bị cháy bởi nước mắt, nhưng luôn luôn can đảm. Cô vào phòng Maria. Phêrô, làm sao vậy? Cơn khủng hoảng thần kinh nhưng đã qua rồi. Đừng khắc khe Maria. Ông ta khổ, con cũng vậy, nhưng mẹ thấy con cả đến không sinh mẹ một cái vút. Ông ta đã được mẹ săn sóc. Và con trái lại còn nghĩ rằng một mình mẹ của con, mẹ cần được săn sóc an ủi. Mẹ của con, đấng thánh, yêu dấu, nhưng can đảm lên, ngày mai là ngày thứ ba, chúng ta sẽ đóng cửa. Chúng ta sẽ ở trong nhà, tại đây, hai chúng ta, hai kẻ yêu say đắm của người. Mẹ là kẻ yêu say đắm thánh, con là đứa yêu say đắm tội nghiệp. Nhưng con theo người như con có thể với tất cả con người của con. Và chúng ta chờ người. Họ, những kẻ không tin, chúng ta để họ ở phòng bên cạnh với sự nghi ngờ của họ. Còn ở đây, chúng ta sẽ trưng rất nhiều hoa hồng. Hôm nay con sẽ cho người mang cái rương đến cho mẹ. Con sẽ ghé vào lâu đài. Và con sẽ ra lệnh cho Levi. Hãy để ra xa tất cả những thứ ghê sợ này. Không nên để cho đấng phục sinh của chúng ta thấy. Rất nhiều hoa hồng. Và mẹ sẽ mặc bộ đồ mới. Không nên để cho người thấy mẹ như vậy. Con đi chải đầu cho mẹ. Con sẽ rửa cho mẹ cái khuôn mặt tội nghiệp mà bao nước mắt đã làm cho biến dạng. Mẹ là trẻ nhỏ đời đời. Con sẽ phục vụ mẹ như con là người mẹ.
sau cùng con cũng được niềm vui dành cho những săn sóc của người mẹ, cho một đứa con còn vô tội hơn là một trẻ sơ sinh. Mẹ yêu dấu, và với tình cảm chan chứa, Madalena ôm ghì đầu Maria vào ngực cô trong khi mẹ ngồi. Cô hông đầu mẹ, vuốt ve nó, chải lại thứ tự những lọn tóc hơi quăng rối rít ở sau tai, lau những giọt nước mắt mới vẫn còn và lung lung còn chảy bằng vạt áo của cô. Các người đàn bà vào với những ngọn đèn, những bình và những cái hũ lớn rộng miệng. Maria Onfe mang một cái tảng bột nhào nặng, không thể ở bên ngoài, có gió làm tắt đèn, bà giải thích. Các bà đứng ở một bên cái bàn dài và hẹp và đặt tất cả đồ nghề lên bàn. Các bà chuẩn bị hương thơm lằn chót bằng cách nhào lộn tảng bột với một thứ bột trắng mà các bà bóc ra từng nắm ở trong một cái túi. Tảng bột nhào đã có rất nhiều tinh dầu thơm. Các bà nhào làm việc hăng hái, rồi các bà bỏ đầy vào một cái bình rộng miệng. Các bà để nó xuống đất và làm lại như vậy nữa với các bình khác. Dầu thơm và nước mắt rơi trên chất nhựa thơm. Madalena nói, cái này không phải là sự sức thúc thơm mà con ước ao làm cho thầy. Madalena là người khéo léo hơn tất cả các bà. Chính cô chỉnh đốn và điều hành việc pha trộn các hương liệu. Mùi thơm quá ngột ngạt tới nỗi các bà quyết định mở cửa ra và mở hai cái cửa sổ sau ngoài vườn, nơi vừa hơi mờ sáng. Tất cả các bà đều khóc mạnh hơn sau cái lời nhận xét nhỏ tiếng của Madalena. Các bà đã làm xong, tất cả các bình đều đầy. Các bà ra ngoài mang theo các cái hũ sỏng, số bột thừa và nhiều ngọn đèn. Trong nhà chỉ còn lại hai cái ngọn đèn cháy run rẩy như nức nở với ngọn lửa phập phồng của nó. Các bà trở lại cái căn phòng và đóng cửa sổ lại. Vì trời hơi lạnh vào buổi sáng, các bà mặc áo khoác và lấy những cái giỏ lớn để xếp hết các bình chắc thơm vào. Maria đứng dậy và tìm áo khoác của mẹ, nhưng tất cả đều vây lấy chung quanh mẹ để thuyết phục mẹ đừng đi. Maria, em không đứng vững. Hai ngày nay em không ăn gì, chỉ uống có tí nước. Vâng, thưa mẹ, chúng con sẽ làm đàng hoàng và thật mau, rồi chúng con trở về ngay. Đừng sợ, chúng con sẽ sức dầu cho người như một ông vua. Mẹ coi, chúng con đã pha trộn những hương liệu quý và nhiều chừng nào, chúng con sẽ cẩn thận với các chi thể và các vết thương. Và chính tay chúng con sẽ đặt người vào đúng chỗ. Chúng con khỏe, và chúng con là những bà mẹ. Chúng con sẽ đặt người như một đứa trẻ trong nôi. Các người khác thì chỉ có việc đóng cửa. Nhưng Maria nhấn mạnh, đó là bổn phận của mẹ. Chính mẹ là người luôn luôn săn sóc người. Chỉ có trong 3 năm nay, người thuộc về thế giới nên mẹ đã nhượng cho những người khác săn sóc người khi người ở xa mẹ. Bây giờ thế giới đã xua đuổi người và từ chối người, thì người lại thuộc về mẹ và mẹ lại trở nên nữ tỳ của người. Phêrô và Gioan đã đánh bên cửa nhà, bên cửa mà các bà không biết. Khi nghe những lời này, Phêrô liền lẻn đi. Ông trốn vào một cái góc kín để khóc tội ông. Gioan ở lại bên cửa, nhưng ông không nói gì. Ông cũng rất muốn ra mộ, nhưng hy sinh để ở lại bên mẹ. Maria Madalena dắt mẹ lại ghế của người. Cô quỳ gối trước mặt mẹ, ôm đầu gối người, ngửa khuôn mặt đau đớn. Và yêu say của cô lên nhìn mẹ và hứa, linh hồn người biết tất cả và thấy tất cả. Nhưng thân xác người, bằng những cái hôn, con sẽ thương người vì tình yêu của mẹ, vì sự ước mong của mẹ. Con biết tình yêu là gì, con biết tình yêu kích thích và đói khát chừng nào, ước vọng chừng nào được ở với người là tình yêu của chúng ta. Điều này cũng đã có trong tình yêu đê hèn, là cái có vẻ như là vàng, mà thực sự nó là bùn. Sau đó, khi cái con tội lỗi đã biết thế nào là tình yêu thánh đối với đấng, là tình thương sống động mà loài người không biết yêu, lúc đó nó có thể hiểu thế nào là tình yêu của mẹ. Mẹ biết rằng con biết yêu.
Mẹ biết rằng người đã nói vậy trong buổi chiều của ngày con thực sự sinh ra. Tại đó, trên bờ hồ trong trẻo của chúng ta, người đã nói rằng Maria biết yêu rất nhiều. Và tình yêu sung mãn này, tình yêu của con, nó như nước tràn ra từ cái thau bị nghiêng, như một cây hồng đầy hoa vươn lên bên trên bức tường. Như ngọn lửa tìm được nhiên liệu, càng bốc cao hơn, tất cả nó đều đổ lên trên người. Và nó rút ra được sức mạnh tới mới từ người là chính tình yêu. Ôi tại sao cái sức mạnh để yêu của con không thể thay thế cho người trên thập giá? Nhưng điều con đã làm, nhưng điều con đã không thể làm cho người chịu đau đớn, đổ máu, chết thay cho người giữa những khinh dễ của cả thế giới. Sung sướng, sung sướng, sung sướng được chịu đau khổ thay cho người. Và con chắc chắn cuộc đời tội nghiệp của con sẽ bị thiêu đốt bởi tình yêu toàn thắng hơn là bởi cái giảo đài kinh sợ. Và từ đống tro của con sẽ mọc lên bông hoa mới trong trắng của đời sống mới trong sạch, trinh khiết. Không biết gì khác ngoài Thiên Chúa. Tất cả những điều đó con đã không thể làm cho người, nhưng con còn có thể làm cho mẹ. Người mẹ mà con yêu bằng tất cả quả tim. Hãy tin cẩn ở con. Trong nhà của Pha-ri-siêu Simon, con đã biết âu yếm cách êm đềm đôi chân thánh của người. Bây giờ với tâm hồn con càng ngày càng mở rộng ra cho ăn sủng, con sẽ còn biết êm đềm hơn để âu yếm những chi thể thánh, săn sóc các vết thương của người, ướp nó bằng tình yêu và bằng hương thơm xúc ra từ quả tim của con dưới tác động của tình yêu và đau đớn, hơn là bằng những dầu thơm. Và sự chết sẽ không làm hư hỏng thân xác này, là nơi đã cho và nhận biết bao tình yêu. Sự chết sẽ trốn chạy vì tình yêu mạnh hơn nó, tình yêu vô địch. Và con và mẹ, với tình yêu trọn lành của mẹ, với tình yêu hoàn toàn của con sẽ ướp vua tình yêu bằng tình yêu. Maria ôm cô gái say yêu này. Sau cùng mẹ nhận thấy là cô xứng đáng với từng ấy tình yêu và mẹ những bộ lời cầu xin của cô. Các bà đi ra, mang theo một cái đèn. Trong phòng chỉ còn lại một cái. Madalena ra sau cùng. Sau một cái hôn chót cho người mẹ ở lại, căn nhà tối và yên lặng, đường xá cũng còn tối và vắng. Gioan hỏi, thật tình các bà không muốn tôi à? Không, mày có thể có lợi ích ở đây, chào. Gioan trở lại với mẹ Maria và nói nhỏ, các bà không muốn con. Đừng khổ vì vậy, các bà thuộc về Giê-xu, con thuộc về mẹ. Gioan, chúng ta hãy cầu nguyện một lát với nhau. Phê-rô đâu? Con không biết, ở nội trong nhà, nhưng con không nhìn thấy ông là vì con tin mạnh hơn. Con cũng khổ, nhưng ông ta có hai cái khổ. Con chỉ có một, lại đây. Chúng ta cầu nguyện cho cả ông ta nữa. Maria đọc nhẫn nha kinh lạy cha. Sau đó mẹ vuốt ve Gioan. Hãy đi tìm Phêrô, đừng để ông ta một mình trong những giờ này. Ông ta bị chìm trong tối tăm đến nỗi ông ta không thể chịu nổi một tia sáng mờ của thế giới. Hãy làm tông đồ cho người anh em lạc lõng của con. Hãy làm việc thuyết giáo của con bắt đầu từ ông ta trên con đường dài của con. Con sẽ luôn luôn gặp những người giống như ông ta. Hãy bắt đầu công việc của con với người bạn của con. Nhưng con phải nói gì? Con chẳng biết gì cả. Tất cả đều làm cho ông ta khóc. Hãy nói với ông ta về luật tình yêu của người. Hãy nói với ông ta rằng người chỉ biết sợ và chưa biết Thiên Chúa đủ. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Nếu ông ta nói với con, tôi đã phạm tội, hãy trả lời ông là Thiên Chúa thương người tội lỗi đến nỗi người đã sai con độc nhất của người cho họ. Hãy nói với ông rằng với bấy nhiêu tình yêu, phải trả lời bằng tình yêu. Và tình yêu thì tin cẩn nơi Thiên Chúa rất nhân từ. Sự tin cẩn này không làm chúng ta sợ sự phán xét của Thiên Chúa, bởi vì với nó chúng ta nhận ra sự khôn ngoan và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Và chúng ta nói, tôi là tạo vật khổ nạn,
Nhưng Chúa biết và Chúa đã cho tôi Đức Kitô như một bảo đảm của sự tha thứ, là cái cột chống đỡ. Sự khốn nạn của tôi bị đánh bại bởi sự kết hợp của tôi với Đức Kitô. Chính nhờ thánh danh Giê-xu mà mọi người được tha thứ. Đi đi Gioan, đi nói với ông ta như vậy. Mẹ ở lại đây với Giê-xu của mẹ. Và mẹ vuốt ve cái khăn. Gioan đi ra và khép cửa lại sau lưng ông. Maria quỳ gối. Giống như tối hôm trước, mặt áp lên khuôn mặt trên cái khăn của Niue. Mẹ cầu nguyện và nói với con mẹ, mẹ mạnh mẽ để cho người khác được mạnh. Nhưng khi mẹ ở một mình, mẹ lại bị đè nát dưới cái cây thập giá của mẹ. Tuy nhiên thỉnh thoảng, giống như ngọn lửa không còn bị đầy ngột bởi cái đấu, tâm hồn mẹ bay về niềm hy vọng không thể nào chết được ở trong mẹ. Trái lại, nó lớn lên với sự trôi qua của thời gian. Mẹ thưa cùng Chúa Cha niềm hy vọng của mẹ, niềm hy vọng và lời cầu xin của mẹ. Bài số 2. Rạng đông ngày lễ phục sinh, lời than và lời cầu nguyện của mẹ Maria. Suốt ngày, con nhìn thấy Chúa Giê-xu chịu đóng đanh với Maria và Gioan ở chân thánh giá. Sáng nay, khi con rước lễ, con thấy mình như ở trước một bàn thờ sống động vì có các đấng ở đó. Và nhìn con bằng cái nhìn tình yêu siêu nhiên. Rước lễ như vậy là một điều người ta không thể diễn tả được. Rồi vào buổi chiều, con bắt đầu nghe thấy ở trong con câu này. Cái này không phải là sự sức thuốc thơm mà con ước ao làm cho thầy. Được nói bởi một cái giọng đàn bà, một cái giọng nói đầy đặn, một giọng nữ trầm sôi nổi, một giọng nói say mê. Đây không phải là tiếng nói êm đềm của Maria trẻ trung, trong sáng, thanh khiết với cung bắc của người. Con hiểu có một nhân vật mới đã nói, nhưng con không biết tên, cũng không biết mặt, cho tới khi con thấy xuất hiện thị kiến. Tôi vẫn còn thấy căn phòng nhỏ, nơi mẹ Maria khóc, trong căn nhà đã cho các vị trú. Mẹ vẫn ngồi trên ghế, bị đè nặng kiệt lực biến dạng vì khóc liên tục. Các bà cũng ở đó, dưới ánh sáng đèn dầu, các bà sửa soạn hương thơm, pha trộn với các thứ ra từ các bình khác nhau thành một thứ bột nhão, rồi lại bỏ vào các cái bình miệng rộng, để các bà có thể thò tay vào mà moi cái chất thơm ra một cách dễ dàng. Các bà làm việc, vừa làm việc vừa khóc. Maria Magdalena với khuôn mặt ghi dấu bằng nước mắt như các vết phỏng đã nói câu trên, làm cho tất cả các bà đều khóc mạnh. Rồi khi đã sửa soạn xong tất cả, các bà cuộn mình trong khăn xoăn, trong cái khăn sang và áo khoác. Maria cũng đứng dậy, nhưng các bà vây quanh người và thuyết phục người đừng đi. Các bà nghĩ sẽ quá độc ác nếu để mẹ nhìn thấy con mẹ chắc chắn ở bình minh của ngày thứ ba đã đen thui thối rữa vì phủ đầy vết bầm tím như vậy. Hơn nữa, mẹ đã quá mệt mỏi, không thể bước. Mẹ chỉ có khóc và cầu nguyện, không hề ăn, không hề ngủ. Mẹ cần giao phó cho các bà và ở lại yên tĩnh. Các bà sẽ làm hết phần của việc người mẹ với tình yêu của người mong đợi, để làm cho cơ thể thánh này tất cả những cần thiết mà việc mai táng dứt khoát đòi hỏi. Mẹ Maria nhượng bộ. Maria Magdalena quỳ gối dưới chân mẹ, nhưng ngồi trên gót chân trong vị thế quen thuộc của cô. Cô ôm đầu gối mẹ và nhìn mẹ với khuôn mặt bị cháy vì nước mắt của cô. Cô hứa với mẹ là cô sẽ thưa với Chúa Giê-xu vì tất cả tình yêu của người mẹ trong cây của sức thuốc thơm. Cô biết tình yêu là gì. Cô đã đi từ tình yêu đê hèn qua tình yêu thánh đối với lòng thương xót, sống động mà người ta đã giết. Cô biết yêu. Giê-xu đã nói vậy từ buổi tối, là lúc tinh sương trong đời sống mới của cô, rằng cô biết yêu rất nhiều. Mẹ ký thác cho cô. Cô, người được cứu chuộc, lúc đó đã biết âu yếm đôi bàn chân của Giê-xu cách rất êm đềm. Bây giờ cũng sẽ biết vuốt ve những vết thương
và sức giàu với tình yêu của cô nhiều hơn là với dầu thơm. Để sự cháy không làm hư hỏng xác thịt, đã cho và đã nhận biết bao tình yêu. Giọng nói của Madalena đầy vẻ say mê. Người ta nói đó là tấm nhung phủ một cây phong cầm, vì cô có giọng nói phong cầm, được làm cho êm dịu bởi những cái âm độ nồng nàn và say mê. Người ta cảm thấy ở đó một tâm hồn rung động, biết rung động, phải rung động và yêu mến. Một người bây giờ đã được Giê-xu cứu, biết rung động và yêu mến cho tình yêu Thiên Chúa. Tôi sẽ không quên cái giọng của người đàn bà này, nó bộc lộ tâm hồn của cô ta. Tôi sẽ không quên nữa. Các bà ra đi, mang theo một ngọn đèn. Ngôi nhà nằm trong bóng tối, ngoài đường cũng vậy. Chỉ hơi thấy một vết sáng ở đằng kia, tận đáy trời về phía đông, ánh sáng tươi mát và trong sạch của một buổi sáng tháng tư. Đường xá yên lặng và vắng vẻ. Tất cả các bà đều gói mình trong áo khoác, lặng lẽ biết về phía mộ của Giê-xu. Tôi không đi với các bà, tôi trở về với mẹ Maria. Giê-xu làm cho tôi trở về với mẹ. Bây giờ mẹ ở một mình và lại cầu nguyện quỳ gối trước tấm khăn của Niue, được trải trên một cái kệ, được đè bởi tấm phủ giường lúc đám táng và ba cái đinh. Mẹ cầu nguyện và nói với con mẹ. Mẹ vẫn luôn luôn ở trong đau khổ, pha lẫn hy vọng làm cho mẹ có vẻ lo âu. Giê-xu ơi, Giê-xu ơi, con chưa trở lại sao? Người má tội nghiệp của con không chịu nổi nữa. Việc thấy con ở ngoài đó đã chết, con đã nói mà chẳng ai hiểu con cả. Nhưng má, má hiểu con. Hãy phá hủy đền thờ của Thiên Chúa và ta. Trong 3 ngày ta sẽ xây lại. Đã bắt đầu ngày thứ 3 rồi. Ôi, Giê-xu của má, đừng chờ nó phải trọn ngày mới trở về với đời sống. Với má của con là người cần được thấy con sống để không chết, vì lại thấy con đã chết, mà cần thấy con đẹp, nguyên vẹn, khải hoàn, để không chết vì nhớ lại tình trạng họ đã để con. Ôi lạy cha, lạy cha, xin trả cho con người con trai của con. Chớ gì con thấy người là người chứ không phải xác chết, là vua chứ không phải kẻ bị kết án. Rồi sau đó con biết người sẽ trở về trời với cha. Nhưng con đã thấy người được khỏi hết mọi đau đớn, và con đã thấy người khỏe mạnh sau biết bao nhiêu mệt nhọc. Con đã thấy người toàn thắng sau biết bao chiến đấu. Con đã thấy người là Thiên Chúa sau một nhân tính, biết bao đau khổ vì loài người, và con sẽ cảm thấy sung sướng. Dù con đã mắc cái sự cặn kề với người, vì con biết người ở với cha vĩnh viễn thoát mọi đau thương. Nhưng lạy cha rất thánh, bây giờ thì con không thể quên rằng người đang ở trong nắm mồ, rằng người đã bị giết vì biết bao đau đớn họ làm cho người, rằng người con Thiên Chúa của con đang tham gia số phận loài người trong tối tăm của nắm mồ, trong khi người là đấng sống của cha. Lạy cha, lạy cha, xin hãy nghe nữ tỳ của cha vì tiếng vâng. Con chưa bao giờ xin cha điều gì cho sự vâng theo ý cha của con. Đó là ý cha, mà ý cha cũng là ý con. Con không được đòi hỏi gì cho cái việc hy sinh ý con cho cha. Cha rất thánh, nhưng bây giờ, nhân vì tiếng vâng mà con đã nói với thiên thần, sứ giả của cha, ôi lạy cha thánh, xin nghe con. Người đã qua khỏi mọi hành hạ, vì người đã hoàn thành tất cả bởi cơn hấp hối trong 3 giờ sau những hành hạ của buổi sáng. Nhưng con, từ 3 ngày nay, con ở trong cơn hấp hối này, cha thấy con tim của con và cha nghe thấy những nhịp đập của nó. Giê-xu của chúng ta đã nói rằng một con chim không bị mắc cái lông nào mà cha không thấy, rằng không một bông hoa nào trong các cánh đồng bị chết mà cha không an ủi cơn hấp hối của nó bằng mặt trời và sương mát của cha. Ôi lạy cha, con chết vì sự đau đớn này. Xin cha đối xử với con như con chim sẻ mà cha mặc cho bộ lông mới.
và như bông hoa mà cha sưởi ấm và giải khát bằng tình thương của cha. Con bị chết cóng vì đau đớn. Con không còn máu trong mạch nữa. Khi xưa, nó đã biến thành sữa hết để nuôi con cha cũng là con. Bây giờ nó biến thành nước mắt hết vì con không còn con nữa. Họ đã giết nó mắt của con. Đã giết. Và cha ơi, con biết bằng cách nào. Con không còn máu nữa. Con đã đổ hết cùng với người trong cái đêm thứ năm và trong ngày thứ sáu tang thóc. Con lạnh giống như người không còn máu. Con không còn mặt trời vì người đã chết. Mặt trời thánh của con, mặt trời đáng chúc tụng của con, mặt trời sinh ra từ lòng con để làm niềm vui của má người vì phần rỗi thế giới. Con không còn có sự tươi mát nữa vì con không còn người. Nguồn suối êm dịu nhất cho má người là kẻ uống lấy các lời người, là kẻ giải khát bằng sự hiện diện của người. Con giống như một bông hoa trong cát khô. Lạy cha thánh, con chết và con không sợ chết vì người cũng đã chết. Nhưng các trẻ nhỏ này sẽ thế nào? Đoàn chiên nhỏ của con quá yếu đuối, quá sợ hãi, quá hay thay đổi nếu không có ai nâng đỡ chúng. Cha ơi, con là không, nhưng vì những yếu đuối của con giống như một cái đoàn người võ trang. Con sẽ bảo vệ giáo lý của người, gia sản của người như một con chó sói, như một con chó sói cái, bảo vệ các sói con của nó. Con là con chiên cái nhỏ, con làm một con chó sói để bảo vệ những gì thuộc về con, và vì vậy cũng thuộc về cha. Lạy cha. Cha thấy đó, 8 ngày trước đây thành phố này đã chặt trụi các cây ô liu của họ, lột trần nhà cửa của họ, chặt trụi cây cối trong vườn của họ, lột trần các người dân của họ, và giọng nói của họ đã trở nên khàn vì cố la: Vạn tuế, con vua David, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa. Và trong khi người đi qua trên các thảm bằng cành cây, quần áo, vải vóc, hoa huét, các người dân đã chỉ vào người và nói: Đó là Đức Giê-xu, vị tiên tri Nazareth xứ Galilê, đó là vua Israel. Và trong khi những cành cây này chưa héo thì cái tiếng nói này còn khàn hơn là khàn vì la vạn tuế đã biến thành tiếng la kết án, nguyền rủa và đòi cái chết. Những cành cây đã được chặt cho cái việc khải hoàn. Họ đã dùng làm dùi cui để đánh con chiên của cha mà chúng dẫn đi chi, mà chúng dẫn đi giết. Nếu họ đã làm từng ấy trong khi người còn ở giữa họ để nói với họ, để mỉm cười với họ, để nhìn họ bằng các con mắt làm tan chảy con tim, làm sung rẩy cả đến các tảng đá nếu người nhìn chúng và chúc lành cho họ, dạy dỗ họ, thì họ sẽ làm gì khi người đã trở về với cha, các môn đệ của người? Cha thấy đó, một kẻ đã phản người, những người khác thì chạy trốn. Chỉ cần người bị đánh là họ chạy trốn như một lũ hèn, và họ không biết ở chung quanh người khi người chết. Chỉ có một người trẻ nhất là ở lại. Bây giờ người già nhất đã tới, nhưng ông ta đã biết chối người một lần. Khi Giê-xu không còn ở đây để gìn giữ ông có biết kiên trì trong đức tin không? Con là không. Nhưng có một cái tí gì của con trai con ở trong con, và tình yêu của con lấp đầy những thiếu sót của con và hủy bỏ nó. Như vậy, con sẽ trở nên cái gì hữu ích vì con cha. Cho cái giáo hội của người sẽ là cái sẽ không bao giờ được bình an và cần được ăn rễ sâu để không bị gió cuốn đi. Con sẽ là kẻ săn sóc nó, giống như là một người làm vườn linh hoạt. Con sẽ canh chừng cho nó lớn lên và mọc thẳng thắn mạnh mẽ trong cái buổi sáng của nó. Như vậy con sẽ không lo lắng để chết. Nhưng con không thể sống nếu con phải thiếu Giê-xu lâu hơn. Ôi,
Cha đã bỏ rơi con cha vì sự lành cho loài người, nhưng sau đó đã yên ủi người, vì chắc chắn là cha đã tiếp nhận người trong lòng cha sau khi người chết. Xin cha đừng bỏ rơi con lâu hơn nữa. Con đau khổ vì vậy, và con dâng hiến nó vì sự lành cho loài người. Nhưng bây giờ, xin cha an ủi con, lạy cha. Lạy cha, xin thương. Xin thương, con của mẹ xin thương. Lạy Thánh Linh Thiên Chúa, xin hãy nhớ đến nữ đồng trinh của người. Rồi gục mặt xuống đất, Maria cầu nguyện bằng cử chỉ của người và bằng trái tim người. Thật là một kẻ khốn khổ bị bại liệt. Mẹ giống như một bông hoa chết vì khát, như mẹ đã nói. Cả đến mẹ không nhận ra một động đất vắng nhân mạnh, làm cho ông chủ bà chủ nhà la lối và chạy trốn. Trong khi Phêrô và Gioan tái mét như người chết, lấy tới cửa phòng. Nhưng nhìn thấy mẹ bị thu hút như vậy trong phòng, xa xôi với tất cả những gì không phải là Thiên Chúa, họ rút lui, đóng cửa, sợ hãi chạy về phòng tiệc ly. Bài số 3. Chúa sống lại. Còn được thấy lại cái sự phục sinh vui mừng và mạnh mẽ của Chúa Kitô. Trong vườn tất cả đều yên lặng. Sương mai lấp lánh ở bên trên bầu trời lam ngọc càng lúc càng sáng ra, sau khi đã từ bỏ màu xanh đen lốm đốm của những sao của nó mà suốt đêm đã canh chừng trên thế giới. Bình minh đẩy từ đông sang tây những vùng còn tối, giống như nước thủy triều dâng luôn luôn tiến tới để bao phủ bãi biển tối đen và thay thế màu xám đen của cát ẩm bằng màu xanh lơ của nước biển. Vài ngôi sao chưa muốn chết liếc cái nhìn càng lúc càng yếu dưới ánh sáng xanh lạ của rạng đông, một màu trắng sữa có ánh sáng giống như các cái chùm lá cứng của các cây ô liu bao phủ ngọn đồi ở gần đó. Rồi nó bị chìm, bị lấp bởi sóng của bình minh, giống như vùng đất bị nước bao phủ. Rồi đó, bớt đi mất một vì sao, rồi lại mất một vì sao, và một vì, và lại một vì. Bầu trời bị mất bảy sao, chỉ còn lại ở kia phía cực tây còn ba vì, rồi hai, rồi một. Và chỉ còn việc nhìn cái kỳ quan hàng này là bình minh bừng lên. Và đây, khi một dải màu hồng vạch một cái vệt trên nền lụa màu lam của bầu trời phương đông, một hơi gió thở luồn qua giữa các chùm lá và trên cây cỏ để nói thức dậy đi, ngày trở lại rồi. Nhưng chỉ có cỏ và lá thức giấc rung rinh những cái hạt kim cương. Và của sương mai vứt tiếng rì rào nho nhỏ, lay động những cái hạt rơi xuống. Chim chóc chưa thức trên các cái cành rậm rạp của một cây trắc bá rất lớn ngự trị, như một ông chúa trong vương quốc của nó. Cũng như trong các cành đang chéo xối xích của một cái hàng sao cây nguyệt quế dùng để che gió bắc. Các lính gác khó chịu vì bị lạnh cống và buồn ngủ, đứng ngồi trong nhiều vị trí khác nhau để canh chừng ngôi mộ. Và tảng đá lắp cửa đã được tăng cường ở chung quanh một cái lớp vôi dày, trông giống như là hai cái bức tường kề nhau. Trên màu trắng đục này nổi bật lên những hình hoa hồng lớn bằng sáp đỏ của con dấu đền thờ được in thẳng lên trên cái lớp vôi mới. Chắc chắn các lính gác đã đốt lửa lúc ban đêm vì có một cái đống tro và các mảnh củi cháy dở chưa tắt ở trên mặt đất. Và chắc là họ đã chơi các cái trò chơi và ăn uống vì trên mặt đất còn rải rác các đồ ăn thừa và có những cái mảnh xương sạch sẽ. Chắc chắn đã được dùng cho một cái trò chơi nào đó như trò domino của chúng hai ta, hay là cái trò chơi vé của trẻ con. Được chơi trên bàn cờ thô kệch vẽ trên mặt đất. Và chúng bỏ tất cả tại chỗ vì nhàm chán, để tìm một cái vị trí thoải mái hơn để ngủ hay để canh thức. Bây giờ trên bầu trời ở phía đông có một khối toàn màu hồng càng lúc càng lớn, trong bầu trời thanh quang, mà ở những nơi khác thì chưa có ánh mặt trời. Một khối văn thạch rực rỡ xuất hiện.
Nó đánh từ cõi sâu vô biên và bay xuống. Một khối lửa chói lọi không thể chịu nổi. Càng sau nó là một cái dải sáng chói ngời. Có lẽ đó là ảnh của khối lửa rực rỡ còn lại trên cái võng mô của mắt chúng ta. Khối này bay hết tốc lực về phía trái đất, trong khi tung ra một ánh sáng rất mạnh, rất huyền ảo, rất dễ sợ trong vẻ đẹp của nó. Đến nỗi ánh sáng hồng của bình minh biến mất, bị lấn át bởi khối ánh sáng trắng chói người này. Các lính gác ngẩng đầu lên, ngạc nhiên bởi vì cùng với ánh sáng cũng có một cái tiếng gầm mạnh du dương, trang trọng, làm đầy cái không gian vạn vật. Nó đến từ tầng sâu thiên đàng, đó là lời Alleluia của thiên thần vinh quang đi theo linh hồn của Đấng Kitô trở lại trong thân xác vinh hiển của người. Khối vân thạch đập vào cái cửa vô ích của nấm mồ, giật nó ra và quăng nó dưới đất. Quăng cái sự sợ hãi và tiếng động cho các lính gác được đặt như những cai ngục của vị Chúa vũ trụ. Linh hồn Chúa trở lại trái đất cũng gây ra sự động đất như khi người rời bỏ nó. Người vào trong mùa tối soi sáng nó bằng ánh sáng khôn tả của người, trong khi ánh sáng treo la lửng trên không. Trong không khí bất động thì linh hồn người lại kết hợp với thân xác đang nằm dưới những vải tang. Tất cả những điều đó xảy ra không phải trong một phút, mà là trong một phần nào đó của một phút, từ lúc xuất hiện bay xuống, thấu nhập và biến đi vào ánh sáng của Thiên Chúa. Thời gian rất nhanh. Tiếng ta muốn của linh hồn Thiên Chúa và với thân xác lạnh của người không có âm thanh. Âm thanh được bản thể người nói với vật chất bất động của người. Không một lời nào được nghe rõ bởi lỗ tai loài người. Thân xác nhận lệnh và vâng lời trong khi nó để thoát ra một hơi thở sâu. Không có gì khác xảy ra trong vòng vài phút. Dưới tấm khăn liệm và các vải tang, thân xác vinh hiển lại tự tạo lập trong cái vẻ đẹp vĩnh viễn, thức dậy khỏi giấc ngủ của sự chết, trở lại từ cái không của trước đó để sống sau khi đã chết. Chắc chắn quả tim thức dậy và đập như những nhịp đập đầu tiên, đẩy vào trong các mạch chút máu đông đã còn lại và tạo ra đồng loạt tất cả những điều hòa hoàn toàn trong các mạch rỗng, trong những lá phổi bất động, trong trí não tối, và đem lại sức nóng, sức khỏe, sức mạnh, tư tưởng. Một lát sau, rồi đây, một cử động thình lình dưới tấm vải liệm nặng, cử động. Thình lình này chắc chắn là từ lúc người cử động có đôi tay bắt chéo cho tới lúc người hiện ra, đứng oai nghi, rực rỡ trong y phục bằng chất liệu phi vật chất, siêu tự nhiên, đẹp oai hùng. Với một sự trịnh trọng, làm người biến đổi, nâng người lên trong khi vẫn để người là chính người. Con mắt chỉ có vừa đủ giờ để theo dõi sự khai triển. Và bây giờ người cảm phục người, quá khác với cái điều mà tư tưởng người còn nhớ. Đúng hình dạng, không vết thương, không máu chảy, chỉ chói lòa trong ánh sáng vọt ra như sóng cuộn từ năm vết thương. Và từ hết mọi lỗ chân lông của làn da người. Người bước một bước đầu tiên, trong cử động của người, các tia sáng vọt ra từ bàn tay và bàn chân người như một hào quang bằng những thanh ánh sáng. Đầu người được bao quanh bằng một cái phương miệng làm bằng vô số vết thương do mạo gai gây ra. Nhưng đó không làm chảy máu, mà chỉ là sự chói sáng. Khi người mở cái đôi tay, mở ra đôi tay mà người đã bắt chéo trước ngực, người chỉ cho thấy một cái luồng sáng linh động lọt qua y phục của người, làm cho người sáng như mặt trời tại chỗ ngàn trái tim. Vậy thực sự là ánh sáng đã mặc thân xác, không phải thứ ánh sáng tội nghiệp của trái đất, không phải cái thứ ánh sáng tội nghiệp của các thiên thể, không phải ánh sáng tội nghiệp của mặt trời, nhưng là ánh sáng của Thiên Chúa. Tất cả sự huy hoàng của thiên đàng tụ tập lại nơi một nhân thân duy nhất, và cho nó những cái màu không thể quan niệm được. Màu trời xanh cho các con ngươi mắt, những tia lửa cho mái tóc, sự trong trắng và màu sắc thiên thần cho y phục,
và tất cả những gì là không thể tả đối với ngôn ngữ loài người. Sự nồng nhiệt, sự nồng nàn siêu việt của ba ngôi chí thánh bởi quyền phép cháy nóng đã bãi bỏ hết lò lửa của thiên đàng bằng cách hấp thụ nó vào chính mình để sinh ra nó trong mọi lúc của thời gian vĩnh cửu. Trái tim của trời lôi cuốn và phân phối máu người, một số lượng vô kể những giọt máu vô hình thể của người là các thánh, các thiên thần, tất cả những gì là thiên đàng, tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu cho Thiên Chúa, tất cả những gì là ánh sáng, tất cả những gì đã cấu thành Đức Kitô phục sinh. Khi người di chuyển để tới cái lối ra và con mắt có thể thấy qua cái sự chói sáng của người, thì đây tôi thấy hiện ra hai cái ánh sáng rất đẹp, nhưng chỉ nhỏ như ngôi sao so sánh với mặt trời. Mỗi ánh sáng ở một bên cửa phục xuống để thờ lại Thiên Chúa của họ đi qua, bao bọc trong ánh sáng của người, toàn phúc trong nụ cười của người. Người ra rời bỏ hang đá tan tóc, trở lại đạp trên mặt đất mà niềm vui đã thức dậy vạn vật, hoàn toàn lộng lẫy trong sương mai, trong muôn màu của cỏ hoa, các cây hồng muôn hoa, các cây táo nở bông cách kỳ lạ dưới ánh sáng đầu tiên của mặt trời tới hôn chúng, và mặt trời vĩnh cửu tiến bước ở dưới chúng. Các lính canh còn đó ngắt xỉu, các sức mạnh hư hỏng của loài người không được nhìn thấy Thiên Chúa, trong khi các sức mạnh trong sạch của vũ trụ, hoa cỏ chim chóc ngưỡng mộ và tôn kính đấng quyền thế đi qua trong hào quang ánh sáng của người và trong ánh quang của mặt trời. Nụ cười của người, cái nhìn của người đặt trên các bông hoa, các nhánh non đang vươn lên vì phía bầu trời trong sáng, và tất cả đều trở nên đẹp hơn và êm đẹp hơn, màu sắc rực rỡ hơn, là hàng triệu triệu cánh hoa làm thành một cái thảm hoa trên đầu vị chiến thắng. Các cái giọt sương như kim cương sóng động, bầu trời như phản chiếu đôi mắt rực rỡ của người và trở nên xanh biếc hơn, mặt trời như vui hơn để vẽ ra một cái chòm mây đẹp do làn gió nhẹ mang tới. Làn gió tới hôn vị vua của nó bằng hương thơm lấy từ các khu vườn và bằng những mơn trớn của các cánh hoa êm như khung. Những mơn trớn các cánh hoa êm như nhung. Giê-xu giơ tay chúc phúc cho chúng, rồi trong khi chim chóc hót mạnh hơn và gió mang theo các mùi thơm, người biến mất khỏi mắt tôi, để tôi lại trong niềm vui, xóa đi hết những kỷ niệm buồn và đau đớn, dù nhỏ bé nhất, nhưng cũng bắp bên của một ngày mai. Bài số 4. Chúa Giê-xu hiện ra với mẹ người. Bây giờ, mẹ Maria đang gục xuống mặt đất, một vật thể khốn nạn bị đánh bại, một bông hoa héo vì khát. Đúng như mẹ đã nói, chiếc cửa sổ đang đóng tự mở ra với cái tiếng động mạnh của các cánh cửa nặng, và Giê-xu vào cùng với tia sáng đầu tiên của mặt trời. Maria giật mình nhúc nhích vì tiếng động, ngẩng đầu lên coi cơn gió nào đã mở được cánh cửa, mà nhìn thấy người con rực rỡ của mẹ, đẹp vô cùng, đẹp hơn trước khi người chịu nạn, tươi cười sống động, sáng hơn mặt trời, y phục toàn trắng như được dệt bằng ánh sáng. Người tiến về phía mẹ. Mẹ quỳ thẳng trên đầu gối, hai tay bắt chéo trước ngực. Mẹ nói trong một tiếng nấc, nhưng là cười và khóc. Lạy Chúa, Thiên Chúa của con. Và mẹ ở yên như vậy, say mê trong sự chiêm ngắm, khuôn mặt đầy nước mắt nhưng trong sáng, bình an với nụ cười và sự xuất thần. Nhưng người không muốn thấy mẹ. Má của người quỳ gối như một đầy tớ. Người gọi mẹ, giơ tay ra cho mẹ, từ các vết thương tỏa ra những luồng sáng, làm cho thân xác vinh hiển của người càng rạng ngời hơn. Má! Đó không phải là tiếng kêu đau khổ của cuộc đàm thoại từ biệt trước cuộc tử nạn, cũng không phải tiếng than tan nát của cuộc gặp gỡ trên đường lên cang ve và lúc hấp hối. Đây là tiếng kêu của chiến thắng, của niềm vui, của giải thoát, của ngày lễ, của tình yêu, của biết ơn.
và người cúi xuống trên mẹ vì mẹ không dám đụng vào người. Người đặt tay người vào cây hai cái khuỷu tay gấp lại của mẹ, nâng mẹ dậy, ôm ghì mẹ trong trái tim người và hôn mẹ. Ôi, khi đó Maria hiểu rằng đây không phải là một thị kiến, rằng đây thực sự là con mẹ đã sống lại, rằng đây chính là Giê-xu của mẹ. Người con vẫn còn yêu mẹ như con, với một tiếng kêu mẹ ôm ghì lấy cổ người và hôn người, cười trong nước mắt. Mẹ hôn trán người nơi không còn vết thương, đầu người không còn rối rít, cũng không còn phủ đầy máu, đôi mắt người rạng ngời, đôi má lành lặn, miệng cũng hết sưng. Rồi mẹ cầm tay người và hôn lên bàn tay. Trên những vết thương tỏa sáng, rồi mẹ thình lình cúi xuống tới bàn chân, vạch nó ra dưới y phục huy hoàng và hôn đôi chân. Rồi mẹ đứng dậy nhìn người, không dám nữa, nhưng người mỉm cười và hiểu. Người mở hé cái áo trên ngực và nói, má ơi, còn vết thương này nữa má chưa hôn. Vết thương đã làm cho má rất đau đớn và chỉ có mình má mới đáng được hôn. Hãy hôn còn trên quả tim con. Má ơi, cái hôn của má sẽ lấy đi cho con cái kỷ niệm sâu cùng của tất cả những gì là đau đớn, và cho con niềm vui này là con là cái còn thiếu trong niềm vui phục sinh của con. Người cầm khuôn mặt mẹ trong hai bàn tay người và đặt môi mẹ trên môi của vết thương ở cạnh sườn, nơi phát ra những luồng sáng rất mạnh. Khuôn mặt Maria chỉ mặc hào quang bởi ánh sáng này, chìm ngập trong các luồng sáng của người mẹ hôn. Và trong khi Giê-xu vuốt ve mẹ, mẹ hôn hoài mà không đã, giống như là một người khác dính chặt miệng vào cái nguồn nước để uống lấy sự sống đã tụt khỏi nó. Bây giờ Giê-xu nói, má ơi, tất cả đã xong, bây giờ má không còn phải khóc cho con má nữa. Thử thách đã hoàn tất, ơn cứu chuộc đã tới. Má ơi, con cảm ơn má vì đã sinh ra con, nuôi nấng, giúp đỡ con khi sống và khi chết. Con cảm thấy lời cầu nguyện của má đến với con, nó đã là sức mạnh cho con trong đau thương, là bạn đường của con trong cuộc hành trình trên trái đất và bên ngoài trái đất. Nó đã đi với con tới thập giá và tới lâm bô. Nó là trầm hương bay đi với con tới thập giá. Nó là trầm hương bay đi trước vị giáo chủ, đi gọi các đầy tớ của ông để dẫn họ vào đền thờ, không hề chết. Trời của con, nó đã đánh với con trên thiên đàng, giống như tiếng nói thiên thần đi trước đoàn người được cứu chuộc, được đấng cứu thế dẫn đầu, để các thiên thần sẵn sàng chào mừng đấng thắng trận trở về nước của người. Nó đã được nghe và được thấy bởi Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Các đấng đã mỉm cười với nó như bông hoa đẹp nhất, như lời ca êm đềm nhất sinh ra trên thiên đàng. Nó đã được biết bởi các tổ phụ và các thánh mới, những công dân đầu tiên trong Jerusalem của con. Và con mang cho má lời cảm ơn của họ, đồng thời với cái hôn của cha mẹ, phúc lành của cha mẹ, cũng như của Giuse, phu quân của tâm hồn má. Cả nước trời hát cầu vạn tuế cho má, mẹ của con, người má thánh của con. Cầu vạn tuế không bao giờ ngừng, và không phải cái lời nói dối như cái tiếng vạn tuế đã cho con mấy ngày trước đây. Bây giờ con đi tìm Chúa Cha với y phục loài người của con. Thiên đàng phải thấy đấng toàn thắng trong y phục loài người của người. Với nó, người đã thắng tội lỗi loài người. Nhưng rồi con sẽ trở lại. Con phải củng cố đức tin cho những kẻ chưa tin, vì họ cần tin để dẫn dắt những người khác tới đức tin. Con phải làm vững mạnh những kẻ còn yếu đuối. Họ cần sức mạnh biết bao để chống chọi với thế giới. Rồi con sẽ lên trời. Nhưng má ơi, con sẽ không để má cô đơn đâu. Má thấy cái tấm khăn này không? Trong sự hạ mình tận cùng của con, mà con còn để tỏa ra một sức mạnh phép lạ cho má, để cho má sự khích lệ này.
nhưng con sẽ hoàn thành cho má một phép lạ khác. Má sẽ chiếm hữu con trong bí tích. Giống hệt như khi má cưu mang con, má sẽ không bao giờ bị cô đơn như má đã bị trong mấy ngày này. Sự cứu chuộc của con càng có những đau khổ mà má đã cảm thấy, nhiều người sẽ tiếp tục thêm nó vào cho ơn cứu chuộc, bởi vì người ta vẫn cứ tiếp tục tạo ra tội lỗi. Con sẽ kêu gọi tất cả các tội tớ con vào sự hợp tác cứu chuộc này. Má là người mà một mình má sẽ làm nhiều hơn tất cả các thánh hợp lại. Cũng vì thế má phải chịu sự bỏ rơi lâu dài này, bây giờ chấm dứt rồi. Con không còn chia lìa với Chúa Cha, má không còn chia lìa với con má. Và trong khi có con, má có tất cả ba ngôi Chúa, ba ngôi chúng ta. Một trời sống, má sẽ mang ba ngôi trên trái đất, giữa loài người, và má sẽ thánh hóa giáo hội. Má là hoàng hậu của giáo sĩ, và là mẹ của các cây tu hữu. Rồi con sẽ tới đón má, và rồi sẽ không còn là con ở trong má, mà là má ở trong con, trong nước của con, để làm cho thiên đàng nên đẹp hơn. Má ơi, bây giờ con đi, con đi làm vui sướng cho một Maria khác, rồi con sẽ về với Chúa Cha. Chính từ đó con sẽ đến với những kẻ không tin. Má ơi, cái hôn của má làm phúc lành đi, và bình an của con ở với má làm bạn. Chào má. Và Giê-xu biến mất trong ánh mặt trời đổ xuống như sóng từ bầu trời trong sáng của buổi mai. Bài số 5. Các bà đạo đức tại mồ. Trong lúc này các bà đã ra khỏi nhà, đi men theo các bức tường. Các bóng đen trong bóng tối, các bà nín thinh một chập. Tất cả đều ăn mặc rất kỹ và cảm thấy sợ vì sự lặng lẽ và đơn độc. Rồi thấy được bảo đảm vì sự yên tĩnh tuyệt đối của thành phố. Các bà đi sát lại thành một cái nhóm với nhau và dám nói. Các cửa đã mở chưa? Susan hỏi. Chắc mở rồi. Coi, người làm vườn đầu tiên đã vào thành với những rau cỏ của họ. Họ tới chợ. Salome trả lời. Họ sẽ không nói gì với chúng ta chứ? Susan hỏi lại. Ai? Madalena hỏi. Các lính gác ở cổng tư pháp. Đi cái lối đó, rất ít người đi vào và càng ít người ra hơn. Chúng ta sẽ làm họ nghi ngờ. Chuyện đó à? Họ sẽ nhìn chúng ta. Họ sẽ thấy 5 người đàn bà đi về miền quê. Chúng ta cũng có thể giống như những người sau cái dịp lễ vượt qua, trở về làng của họ. Nhưng để khỏi lôi kéo có sự chú ý của vài kẻ có ý xấu, tại sao chúng ta không ra bởi một cái cổng khác? Bằng cách cứ đi men theo các bức tường, chúng ta sẽ kéo dài cái đường đất, nhưng chúng ta sẽ yên ổn. Hãy đi cái lối cổng nước. Ôi Salome, nếu tôi ở vị địa vị bà, tôi sẽ chọn cái cổng phía đông. Cái vòng của bà sẽ xa hơn. Phải làm cho mau rồi trở về cho lẹ. Madalena rất quả quyết. Vậy một cổng khác. Nhưng đừng có đi cái cổng tư pháp. Làm ơn tử tế tí đi. Tất cả các bà đều xin. Được rồi. Vậy vì quý vị muốn thế thì chúng ta hãy tạt qua nhà Ginny. Vì bà đã yêu cầu cho bà biết, nếu chúng ta đi thẳng tới đó thì chúng ta có thể bỏ qua cái lời yêu cầu. Nhưng vì quý vị muốn đi cái vòng xa hơn thì chúng ta hãy tạt qua nhà bà. Ôi đúng, cũng vì những cái linh gác mà người ta đặt canh ở đó, bà nổi tiếng và người ta sợ bà. Tôi nói là cũng phải ghé qua nhà Giuse Arimathi. Ông là chủ của nơi đó. À đúng, như vậy chúng ta là một cái đoàn người và sẽ không lôi kéo sự chú ý. Ôi tôi có một cái bà chị nhát gan chừng nào, chị biết không má ta? Tốt hơn là hãy làm như vậy. Tôi tới đó trước để xem xét. Quý vị sẽ đến sau cùng với Ginny. Nếu có gì nguy hiểm, tôi sẽ đứng ở khoảng giữa đường. Khi quý vị nhìn thấy tôi,
quý vị hãy quay trở lui ngay. Nhưng tôi bảo đảm là các lính gác trước cái này, tôi đã nghĩ tới. Và cô ta giơ ra một cái túi đầy tiền. Họ sẽ để chúng ta làm tất cả. Chúng tôi cũng sẽ nói như vậy với Ginny. Cô có lấy, vậy hãy để tôi đi. Em đi một mình à Maria? Chị đi với em. Bà ta nói vì bà sợ cho em bà. Không, chị hãy đi với Maria Onfe tới nhà Ginny. Salome và Susan sẽ chờ chị ở cổng, ở gần cổng, bên ngoài bức tường. Rồi quý vị sẽ đánh bằng con đường chính, tất cả cùng nhau chào. Và Maria Magdalena cắt đứt hết mọi bình phẩm có thể có. Cô ra đi rất lẹ, mang theo bịch thuốc thơm, túi tiền dắt trong áo. Cô bay đi, vì cô bước rất lẹ trên con đường đã trở nên vui hơn với ghi ánh hồng đầu tiên của bình minh. Cô băng qua cái cổng tư pháp để tới nơi cho lẹ. Không ai cản cô lại cả, những người khác nhìn cô đi. Rồi họ trở lưng tại cái chỗ con đường rẽ đôi, là chỗ các bà đang đứng, để đi vào một con đường hẹp và tối. Nó dẫn tới gần cái khu Siste trên một đường rộng và thoáng, nơi có những căn nhà đẹp. Các bà lại chia tay nữa. Salome và Susan tiếp tục con đường, trong khi Marta và Maria Onfe đập vào các cổng sắt và đứng trước cửa để người gác cổng nhìn thấy và mở. Các bà vào và tới chỗ Ginny. Bà này đã thức, mặc toàn màu tím than, làm cho bà càng có vẻ xanh xao. Bà cũng đã chế hóa cái thuốc thơm với người vú nuôi của bà và một đầy tớ. Các bà đã tới à? Cầu Chúa trả công cho các bà. Nhưng giả sử các bà không tới thì chính tôi cũng sẽ ra đó để tìm một chút năng đỡ, vì có nhiều sự vẫn còn bị xáo trộn kể từ cái ngày đáng sợ đó. Và để không cảm thấy cô đơn, tôi phải tới trước cái tảng đá đó để gõ vào nó và nói: Thầy ơi, con là Ginny tội nghiệp đây, thầy đừng để con cô đơn. Ginny khóc nhẹ nhẹ nhưng rất thảm thiết khi Esther, vú nuôi của bà, múa may những cử chỉ không hiểu được ở đằng sau cô chủ của bà, trong khi choàng áo khoác vào vai cho bà. Tôi đi đây Esther, xin Thiên Chúa an ủi cô. Họ ra khỏi lâu đài để đến với các bạn của họ. Chính đây là lúc xảy ra động đất mạnh nhưng vắng, lại làm cho dân thành Jerusalem băn khoăn bối rối. Trong khi họ chưa hết sợ những cái cảnh của biến cố hôm thứ sáu, ba người đàn bà trở lui, chạy vội vào căn tiền đường rộng, ở lại đó giữa các đầy tớ nam nữ. Tất cả đều kêu khóc và cầu khẩn danh Chúa. Các bà ở lại đó vì sợ có những chấn động khác nữa. Vì phần Madalena, cô ở ngay chỗ bắt đầu cái đường hẻm dẫn vào khu vườn của Giuse Arimathea khi xảy ra tiếng gầm mạnh và du dương của dấu hiệu trên bầu trời. Trong khi cái ánh sáng vừa ẩn hồng của rạng đông tiến lên trong bầu trời, mà ở phương Tây vẫn còn là một vì sao kiên trì, làm cho làn khí xanh lạc trở thành hoe vàng. Một vầng sáng lớn được đốt lên trên bầu trời và rơi xuống như một trái đất, như một trái cầu cháy đỏ huy hoàng. Cắt đất làn khí yên tĩnh bằng những cái đường chữ chi. Maria Magdalena hầu như là bị cái vầng sáng này phớt vào và cô té nhào xuống đất. Cô cúi gù xuống một lát và lẩm bẩm: Lạy Chúa tôi. Rồi cô lại đứng dậy như một cái cọng cỏ khi cơn gió đã thổi qua. Cô chạy lại hơn về phía khu vườn. Cô tới đó mau chóng, đi vào như một con chim bị săn đuổi, tìm cái tổ của nó ở bên cạnh ngôi mộ đẽo vào trong đá. Mặc dầu cô đi lẹ, nhưng cô cũng không kịp ở đó khi cái khối văn thạch thiên quốc làm công việc của đòn bẩy. Và lửa trên cái giáo vôi được đặt để tăng lực cho tảng đá nặng, cũng không kịp thấy khi có tiếng đổ bể do tảng đá rơi xuống, phối hợp với cái rung chuyển của trái đất, phối hợp với sự rung chuyển của động đất dù vắng nhưng mạnh đến nỗi vật ngã các lính gác nằm như chết trên đất. Khi tới nơi, Maria thấy các tên cai ngục vô ích của đấng toàn thắng
bị quăng dưới đất như những bông lúa bị cắt. Maria không ở gần đó. Khi có động đất do Chúa sống lại, nhưng thấy quang cảnh này, cô tưởng đó là hình phạt của Thiên Chúa trên những kẻ đã phạm tới mộ của Giê-xu. Nên cô quỳ phập xuống và kêu, thằng ôi, Chúa đã đem người đi. Cô thực tình thảm sầu, khóc như một cái bé gái khi tới nơi, chắc ăn là gặp được cái người cha mà nó tìm. Nào ngờ đâu, nó thấy ở trống, nó thấy ở bên trong trống rỗng. Rồi cô đứng dậy và chạy về tìm Phêrô và Gioan, vì cô nghĩ tới là phải báo tin cho hai người này, nên không nghĩ gì tới cái việc đi gặp các bạn cô, tới việc dừng lại trên đường. Nhưng lẹ làng như một con linh dương, cô quẩn lại các con đường đã đi, băng qua cẩm tư pháp, bay trên các con đường đã hơi ồn ào, xô vào cổng căn nhà tiệc lấy, đập vào lay nó một cách điên cuồng. Bà chủ nhà ra mở, Gioan và Phêrô đâu? Madalena hỏi thở hổn hển. Ở đó, người đàn bà chỉ vào phòng tiệc ly. Maria Madalena vào phòng. Vừa đi, vừa khi đã ở bên trong, trước sự ngạc nhiên của hai người, cô nói nhỏ. Vì thương mẹ, nó làm cho cô lo âu hơn là nếu cô được là lớn. Chúng đã đem Chúa đi ra khỏi ngôi mộ, và nào, ai biết chúng đã để ở đâu? Và đây là lần đầu tiên cô lảo đảo, không đứng vững. Để khỏi té, cô bám vào cái gì đó cô có thể. Nhưng thế nào cô nói gì? Cả hai đều hỏi. Cô ta hổn hển nói, tôi tới trước để mua chuột lính gác, để cho chúng tôi làm. Chúng ở đó, giống như chết, ngôi mộ mở toang, tảng đá lằn dưới đất. Ai có thể làm được điều đó? Ôi tôi tới đi, chúng ta chạy. Phêrô và Gioan đi ngay, Maria theo họ mấy bước, rồi cô quay trở về. Cô nắm lấy bà chủ nhà, lay tay bà ta rất mạnh. Trong tình yêu địa phòng của cô thổi vào mặt bà, cẩn thận, đừng để ai vào phòng người. Và cô chỉ vào cái cửa phòng của Maria. Hãy nhớ rằng bây giờ tôi là chủ. Hãy vâng lời và nín lặng. Rồi cô buông bà ta đầy sợ hãi, để chạy theo hai cái ông tông đồ đang chạy bước dài về phía ngôi mộ. Trong khi đó, Susan và Salome, sau khi đã bỏ các bạn họ để đi tới các bức tường, gặp cơn động đất, sợ hãi các bà trú dưới một cái cây lớn và ở lại đó, chiến đấu giữa sự ước ao mạnh mẽ được đi ra mộ và ước muốn đi lại nhà Ginny. Nhưng tình yêu thắng cái sợ và các bà đi ra mộ. Hãy còn sợ, các bà vào trong vườn và thấy các lính gác đều bất tỉnh. Các bà thấy một luồng ánh sáng lớn chiếu ra từ ngôi mộ mở rộng. Điều đó gia tăng nỗi sợ của các bà, và nó tăng tới tột độ khi các bà cầm tay nhau để khuyến khích nhau can đảm. Các bà đi tới cửa mộ và thấy trong bóng tối của phòng liệm xác một tạo vật ánh sáng rất đẹp, mỉm cười dịu dàng với các bà và chào các bà. Người đứng tựa vào cái phía bên phải của tảng đá rất thuốc thơm, mà cái màu xám của nó đã biến mất trước sự huy hoàng rất rực rỡ này. Các bà khuỵu gối xuống, ngay ngắt sững sờ. Nhưng thiên thần êm đềm nói với các bà, đừng sợ ta, ta là thiên thần của sự đau thương Thiên Chúa. Ta đến đây để vui sướng vì việc đó đã chấm dứt. Những đau thương của Đức Kitô, sự nhục nhã của người trong cái chết không còn nữa. Đức Kitô Nazareth, đấng bị đóng đanh mà các bà tìm, đã sống lại rồi. Người không còn ở đây, chỗ mà quý vị đặt người đã trống rỗng. Các bà hãy vui mừng với tôi, hãy đi nói cho Phêrô và các môn đệ rằng người đã sống lại. Và người sẽ đi trước quý vị về Galilê. Trong ít lâu nữa, quý vị sẽ gặp người ở đó như lời người đã nói. Các bà sắp mặt xuống đất, và khi các bà ngẩng lên và trốn đi tựa như bị một cái hình phạt theo dõi, các bà sợ hãi thì thầm.
chúng ta sắp chết vì chúng ta đã thấy thiên thần của Chúa. Tới chỗ đồng quê, các bà bình tĩnh lại một tí và bàn bạc. Phải làm sao đây? Nếu nói ra các điều như các bà đã thấy thì người ta chẳng tin. Nếu nói rằng các bà đã từ đó vì, thì các người Do Thái sẽ kết án là các bà đã giết các lính gác. Không, các bà không thể nói gì được, dù với bạn hữu, dù với kẻ thù. Sợ hãi làm cho các bà thành câm. Các bà trở về theo một con đường khác. Các bà vào nhà và ẩn trong phòng tiệc ly. Cả đến các bà không xin gặp mẹ. Ở đó các bà nghĩ rằng điều các bà đã thấy là sự lừa dối của ma quỷ. Vì khiêm tốn các bà luận rằng không thể nào các bà lại được ân nhìn thấy sứ giả của Thiên Chúa. Chính Satan đã làm các bà sợ để các bà đi ra khỏi đó. Các bà khóc và cầu nguyện như các cô gái nhỏ sợ hãi bởi cơn ác mộng. Nhóm thứ ba, nhóm của Ginny, Maria Onfe và Marta, nhận thấy rằng không có gì khác nữa xảy ra, liền quyết định đi tới cái chỗ mà họ chắc chắn rằng các bạn họ đang chờ họ. Các bà đi ra đường mà bây giờ có những người đang sợ hãi bình luận về cái việc động đất mới xảy ra và kết nối nó với những cái sự kiện của ngày thứ sáu, và họ cũng nhìn thấy những cái điều không có thật. Tốt hơn là chúng ta, tất cả chúng ta đều sợ. Có lẽ các lính gác cũng vậy. Và họ sẽ không phản đối chúng ta. Maria Onfi nói, các bà bước lẹ về phía tường thành. Nhưng trong khi các bà đang đi tới đó thì Phêrô và Gioan với Madalena theo sau đã tới khu vườn. Gioan lẹ hơn, tới mộ trước. Các lính gác không còn ở đó. Thiên thần cũng không còn. Gioan sợ hãi và buồn rầu, quỳ gối tại cái lối vào mở rộng để tôn kính và tiếp nhận một cái dấu hiệu của những thứ mà ông nhìn thấy. Nhưng ông chỉ thấy dưới đất một đống các tấm khăn đã để bên trên tấm vải liệm. Simon thực sự là người không còn ở đây. Maria đã thấy đúng. Lại đây, vào trong coi. Phêrô thở dốc hết sức vì cái cuộc đua ông đã chạy. Đi vào trong mộ, lúc đi đường ông đã nói, tôi không dám lại gần nơi này. Nhưng bây giờ, ông chỉ nghĩ tới xem thầy có thể ở chỗ nào. Ông cũng gọi người, làm như là người có thể bị giấu ở một cái góc tối nào đó. Vào giờ này của buổi sáng, bóng tối còn mạnh trong mộ, nơi mà ánh sáng chỉ có thể vào bằng lối mở nhỏ, lại bị chắn bởi bóng của Gioan và Madalena. Phêrô không nhìn thấy rõ và phải lấy tay lần mò. Ông run rẩy giờ trên các bàn sát ướp và ông thấy là nó trống trơn. Không có người. Gioan, không có người ở đây. Ôi, cậu cũng vào coi. Tôi đã khóc quá nhiều và tôi hầu như không nhìn thấy gì với quá ít ánh sáng như vậy. Gioan đứng dậy và vào. Trong khi đó Phêrô khám phá ra cái khăn đậy mặt để trong một góc gấp cẩn thận với tấm khăn liệm cuộn lại cẩn thận ở bên trong. Đúng thật, họ đã mang người đi rồi, các lính gác. Không phải để gác chúng ta, nhưng để làm như vậy. Và chúng ta đã để họ làm. Trong khi chúng ta ở xa, chúng ta đã cho phép họ. Ôi, chúng để người ở đâu? Phêrô, Phêrô, bây giờ đúng là hết rồi. Hai môn đệ ra khỏi mộ, rã rời. Nào, bây giờ cô sẽ nói chuyện với mẹ người nhé. Tôi sẽ không đi ra khỏi đây. Tôi ở lại đây. Nếu có ai tới, ôi, tôi không đi đâu. Ở đây còn có cái gì thuộc về người. Mẹ có lý. Thở hít không khí nơi người đã ở là sự nâng đỡ duy nhất mà chúng ta còn lại. Sự nâng đỡ duy nhất. Bây giờ cô cũng thấy rằng đó là một hy vọng điên rồ à, Phêrô nói. Maria không trả lời, nàng phục xuống đất ngay gần cửa và nàng khóc. Trong khi hai người kia từ từ đi ra khỏi đó. Rồi khi nàng ngẩng đầu lên và nhìn vào bên trong qua lằn nước mắt, nàng thấy hai thiên thần ngồi, một ở đầu, một ở chân của tảng đá để sức xác. Nàng quá u mê, nàng Maria tội nghiệp. Trong các cuộc
chiến đấu mãnh liệt nhất giữa hy vọng đang chết và đức tin không muốn chết, đến nỗi nàng nhìn các ngài đần độn cả đến không ngạc nhiên. Cô gái can đảm đã chống lại tất cả một cách anh hùng, bây giờ chỉ còn lại có nước mắt. Bà kia, tại sao bà khóc? Một trong hai đứa trẻ ánh sáng hỏi. Vì họ có dáng của những thiếu niên rất đẹp. Bởi vì họ đã lấy chúa của tôi đi, và tôi không biết họ để ở đâu cho tôi. Maria không sợ để nói với họ, nàng cũng không hỏi các cậu là ai. Không có gì, không có gì làm cho cô ngạc nhiên nữa. Tất cả những gì có thể làm cho một tạo vật ngạc nhiên, cô đã chịu hết rồi. Bây giờ cô chỉ còn là một cái gì tan nát, khóc kiệt lực và không kìm hãm được. Một đứa trẻ thiên thần nhìn bạn nó và mỉm cười. Và đứa kia cũng vậy. Rồi trong ánh sáng của niềm vui thiên thần, cả hai nhìn ra bên ngoài. Về phía khu vườn đài hoa với hàng triệu triệu bông hoa nở dưới ánh mặt trời đầu tiên trên các cành táo rậm của vườn táo. Maria quay đầu để coi hai đứa trẻ nhìn cái gì. Cô thấy một người đàn ông rất đẹp. Và tôi không biết tại sao cô ta không nhận ra người ngay. Người đàn ông nhìn cô cách thương hại và hỏi bà kia, tại sao bà khóc, bà tìm ai? Đúng là một Giê-xu ủ rũ. Vì thương một tạo vật mà quá nhiều xúc động đã làm cho kiệt quệ và một niềm vui bất ngờ có thể làm cho chết. Nhưng tôi vẫn tự hỏi tại sao nàng không nhận ra người. Maria nói ở giữa những tiếng nấc. Họ đã đem Chúa Giê-xu của tôi đi. Tôi đến để sức thuốc thơm cho người trong khi chờ người sống lại. Tôi đã tập trung tất cả can đảm và hy vọng của tôi và đức tin của tôi chung quanh tình yêu của tôi. Mà bây giờ tôi không tìm thấy người, cả đến tôi đã đặt tình yêu của tôi chung quanh đức tin của tôi, hy vọng của tôi, sự can đảm của tôi để bảo vệ chúng cho khỏi những người. Nhưng tất cả đều vô ích. Người ta đã lấy mất tình yêu của tôi và cùng với người, họ đã lấy đi tất cả khỏi tôi. Ôi ông Chúa, nếu chính là Ngài đã mang người đi, hãy cho tôi biết Ngài đã để người ở đâu để tôi lấy. Tôi sẽ không nói với ai cả. Tôi sẽ là điều bí mật giữa tôi và Ngài. Ngài nhìn coi, tôi là con gái của Theophile, là em gái của Lazaro. Nhưng tôi quỳ gối trước mặt Ngài để năn nỉ Ngài như một nô lệ. Ngài muốn tôi mua thi thể người không? Tôi sẽ mua. Người muốn bao nhiêu? Ngài muốn bao nhiêu? Tôi giàu. Tôi có thể cho Ngài có số vàng và ngọc nặng bằng trọng lượng thi thể của người. Nhưng hãy trả lại người cho tôi. Tôi sẽ không tố cáo Ngài đâu. Ngài muốn đánh tôi không? Hãy đánh. Cho tới bắn máu. Nếu Ngài muốn, nếu Ngài ghét người, hãy bắt tôi phải trả. Nhưng trả lại người cho tôi. Ôi đừng bần cùng hóa tôi bằng những khốn nạn này. Ôi ông Chúa ơi, hãy thương xót cho một người đàn bà khốn khổ. Ngài không muốn thương tôi ư? Vậy hãy thương mẹ người. Hãy nói cho tôi, hãy nói cho tôi đi, Chúa Giê-xu của tôi ở đâu? Tôi rất mạnh, tôi sẽ ôm người trong tay và tôi sẽ mang người đi như một đứa trẻ tới một nơi an toàn. Chúa ơi, Ngài thấy đó. Từ 3 ngày nay, chúng tôi bị đập bởi cơn giận của Thiên Chúa vì những điều người ta đã làm cho con Thiên Chúa. Đừng thêm sự phạm thánh này vào tội ác nữa. Maria, Giê-xu rạng rỡ khi gọi tên bà. Người tỏ mình ra trong sự vẻ vang chiến thắng của người. Saboni, tiếng kêu của Maria là tiếng kêu lớn, đã khép lại cái vòng của sự chết. Với tiếng kêu lớn thứ nhất, sự tối tăm của thù ghét bao phủ nạn nhân bằng những băng tan tóc. Với tiếng kêu thứ hai, ánh sáng của tình yêu tăng trưởng vẻ huy hoàng của nó. Maria đứng dậy cùng với tiếng kêu vang động đầy khu vườn, chạy lại chân Giê-xu và muốn hôn chân người. Giê-xu tránh ra bằng cách hơi đụng vào trán cô bằng những ngón tay của người. Đừng đụng vào thầy, thầy chưa lên cùng cha thầy trong y phục này. Hãy đi tìm các anh thầy và các bạn thầy. Hãy bảo họ rằng thầy lên cùng cha thầy và cha các con, cùng Thiên Chúa thầy và Thiên Chúa các con, rồi thầy sẽ trở lại với họ. Và Giê-xu biến đi.
như bị hấp thu bởi ánh sáng không tả. Maria hồng đắc chỗ người đã đứng rồi chạy về nhà. Cô đi vô như chiếc hỏa tiễn, vì cổng đang để hé mở cho ông chủ ra vào, ra ngoài phong tên về. Cô mở cửa căn phòng của Maria, lăn xả vào lòng mẹ và kêu: người đã sống lại, người đã sống lại. Và cô khóc sung sướng. Và trong khi Phêrô và Gioan chạy vào, thì từ phòng tiệc ly, Salome, Susan đang sợ hãi cũng chạy vào, vì các bà đã nghe sự tường thuật của cô. Và đây, từ ngoài đông, Maria, Onfe, Marta và Trini đi vô, tất cả các bà đều thở dốc và nói rằng các bà cũng đã đi tới đó. Và các bà đã thấy hai thiên thần tự xưng mình là thiên thần hộ mệnh của người Thiên Chúa và thiên thần của sự đau đớn người. Và các vị đã ra lệnh với các môn đệ rằng người đã sống lại. Và vì Phêrô lắc đầu, các bà nhấn mạnh: đúng, các vị đã nói. Tại sao các bà tìm người sống ở nơi kẻ chết? Người không ở đây. Người đã sống lại như người đã nói. Khi người còn ở Galilee, các bà không nhớ sao? Người đã nói, có người sẽ nộp vào tay kẻ tội lỗi và bị đóng đinh vào thập giá, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Phêrô rất lắc cái đầu nói, mấy ngày nay có quá nhiều chuyện, các bà vẫn còn quá xao xuyến. Madalena ngẩng đầu lên từ lòng Maria và nói: tôi đã thấy người và tôi đã nói với người. Người bảo tôi rằng người lên cùng Chúa Cha rồi người sẽ đến. Ôi, người đẹp chừng nào! Và cô khóc như cô chưa bao giờ khóc. Bây giờ cô không còn phải hành hạ chính mình để đương đầu với những nghi ngờ ở khắp nơi nữa. Nhưng Phêrô và Gioan vẫn rất ngập ngừng. Họ nhìn nhau và con mắt của họ nói tưởng tượng của đàn bà. Khi đó Salome và Susan cũng dám nói, nhưng sự khác biệt không thể tránh được trong các chi tiết vì lính gác. Trước tiên thì ở đó và giống như chết, rồi sau đó lại không có ở đó. Các thiên thần lúc thì một vị, lúc thì hai vị, và các đấng không tỏ mình ra cho các tông đồ. Hai tường thuật về việc Giê-xu đến ở đây và sự kiện người sẽ đi trước các người của ngài đến Galilee chỉ làm cho sự nghi ngờ của các tông đồ càng lúc càng tăng. Maria, người mẹ hạnh phúc, vẫn ôm Madalena và nín lặng. Tôi không hiểu mầu nhiệm về sự nín lặng của mẹ. Maria Onfi nói với Salome, cả hai chúng ta hãy trở lại đó xem có phải chúng ta say hoảng không. Và hai bà chạy ra ngoài. Những người khác còn lại chịu hai tông đồ chế nhạo cách bình an. Bên cạnh Maria vẫn nín thinh, chìm đắm trong tư tưởng mà mỗi người giải thích theo kiểu của họ, mà chẳng ai hiểu rằng mẹ xuất thần. Hai người đàn bà già trở về. Đúng rồi, chúng tôi đã gặp người. Người đã nói với chúng tôi ở gần khu vườn của Barnabé. Bình an cho các con, đừng sợ. Hãy đi nói với các anh em thầy là thầy đã sống lại. Và trong mấy ngày nữa, họ hãy đi Galilee. Chúng ta sẽ còn gặp nhau ở đó. Người đã nói vậy. Maria có lý. Phải nói điều đó với các người ở Bethany, với Giuse, với Nicodemo, với các môn đệ trung thành nhất, với các người mục đông. Đi, hành động, hành động. Ôi, người đã sống lại. Các bà khóc và hoàn toàn sung sướng. Các bà điên cả rồi các bà ơi. Nỗi đau đã đảo lộn các bà. Ánh sáng thì các bà cho là thiên thần, gió thì giống như tiếng nói, mặt trời thì là Chúa Kitô. Tôi không chỉ trích các bà, tôi hiểu các bà, nhưng tôi chỉ có thể tin vào điều tôi thấy. Ngôi mộ đã mở cửa và trống rỗng, các lính gác đã đi ra khỏi và xác chết đã biến mất. Nhưng nếu chính các lính gác cũng nói rằng người đã sống lại, nếu cả thành phố đều xúc động, nếu các thủ lãnh, các thầy cả điên lên vì giận, bởi vì các lính gác đã nói ra trong cơn chạy thục mạng của họ, bây giờ họ muốn chúng nói một cái điều khác và đã trả tiền cho chúng vì việc đó. Nhưng họ đã nói rồi, cho dù các người Do Thái không tin vào sự sống lại, không muốn tin, thì cũng có nhiều người tin. Đàn bà, Phêrô nhún vai và sắp bỏ đi.
Lúc đó mẹ vẫn luôn luôn có Madalena trong lòng và cô vẫn khóc như cây liễu dưới mưa rào vì niềm vui quá lớn của cô. Mẹ hầu lên mái tóc vàng của cô, ngửa khuôn mặt biến hình của mẹ lên và nói một câu vắn tắt: người đã thực sự sống lại. Mẹ đã ôm người trong tay và mẹ đã hôn các vết thương của người. Rồi mẹ cúi xuống trên mái tóc của cô gái say yêu và nói: đúng, niềm vui còn mạnh hơn nỗi đau, nhưng đây chỉ là một hạt cát của cái sẽ là đại dương vui đời đời của con. Phúc cho con vì ở bên trên lý lẽ, con đã để cho tâm hồn con nói. Phêrô không dám chối nữa, và với một trong những thái độ của Phêrô hồi trước, bây giờ thoáng trở lại, ông nói và la lối tựa như tại những người khác chứ không phải tại ông. Nếu có sự chậm trễ, nếu như vậy thì phải báo cho những người khác biết, cho những người tản mát ở miền quê tìm kiếm hành động. Nào quý vị hãy nhúc nhích, nếu người đến thật, ít nhất là người cũng tìm thấy chúng ta. Và ông không nhận thấy rằng ông vẫn nhìn nhận là ông không tin một cách mù quáng vào sự sống lại. Bài số 6: những điều liên hệ với cảnh trước. Chúa Giêsu nói: lời cầu nguyện sốt sắng của mẹ Maria đã làm cho việc sống lại của cha đến trước kỳ hạn một thời gian. Cha đã nói: con người sẽ bị giết, nhưng người sẽ sống lại vào ngày thứ ba. Cha đã chết vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ sáu, hoặc là cả con tính ngày bằng tên của nó, hoặc là tính số giờ, thì bình minh của ngày Chủ nhật, nhưng phải là lúc được thấy cha sống lại. Nếu kể giờ thì mới chỉ có 38 giờ, thay vì 72 giờ thân xác cha không có sự sống. Nếu kể ngày thì ít nhất sự kiện chỉ xảy ra vào chiều ngày thứ ba này, để có thể nói được rằng cha đã ở trong mộ 3 ngày. Nhưng Maria đã làm cho phép lạ đến sớm, cũng như khi bởi lời cầu nguyện của mẹ, mẹ đã mở cửa trời ra sớm hơn vài năm trước, trước cái thời kỳ ấn định, để ban có sự sống cứu rỗi cho thế giới. Bây giờ cũng vậy, mẹ đã được sớm hơn vài giờ sự an ủi cho con tim tàn héo của mẹ và cha vào lúc đầu rạng đông của ngày thứ ba. Cha đã xuống như mặt trời, và bằng sự huy hoàng của cha, cha đã đập bể con dấu của loài người quá vô ích trước quyền năng của Thiên Chúa. Cha đã làm cái đòn bẩy bằng sức mạnh của cha để lật ra cái tảng đá bảo vệ một cách vô ích. Sự xuất hiện của cha là xét quật ngã các tên lính gác 3 lần vô ích, được đặt để giữ một người chết là chính sự sống. Và không có một sức mạnh loài người nào có thể ngăn cản người là như vậy. Còn sức mạnh hơn cái dòng điện của các con, linh hồn cha vào như một cái lưỡi gươm bằng lửa của Thiên Chúa, để sưởi ấm thi thể lạnh lẽo của cha. Và thần trí của Thiên Chúa đã thổi cái sự sống vào cho Adam mới bằng cách nói với chính mình: người hãy sống, ta muốn. Cha là đấng đã cho các kẻ chết sống lại khi cha chỉ là con người, là nạn nhân đã được chỉ định để mang lấy tội thế giới. Lẽ nào cha lại không thể mình tự sống lại, trong khi bây giờ cha đã là con Thiên Chúa, là người thứ nhất và là sau cùng, là kẻ sống lại vĩnh viễn, là kẻ sống vĩnh viễn và là kẻ giữ trong tay chiếc chìa khóa của sự sống và sự chết. Và xác chết của cha đã cảm thấy sự sống trở lại trong nó. Hãy nhìn, cũng như một người tỉnh dậy sau một giấc ngủ gây ra bởi một sự mệt mỏi ghê gớm, cha đã có một hơi thở sâu và cha chưa mở mắt ra. Máu trở lại lưu thông trong mạch còn hơi chậm, nổi dẫn tư tưởng vì cho thần trí. Nhưng cha đến từ rất xa, con coi, giống như một người bị thương được khỏi bởi một cái sức mạnh lạ lùng. Máu trở về trong các mạch rỗng, đổ đầy vào quả tim, sưởi ấm các chi thể và các vết thương ăn da non, các vết bầm tím và các vết thương biến mất, sức lực trở lại. Nhưng cha đã bị thương rất trầm trọng. Đây, sức mạnh hành động, cha đã được chữa lành, cha thức dậy, cha trở về với đời sống. Cha đã chết, bây giờ cha sống,
Bây giờ cha sống lại. Cha rũ bỏ những vải phóc của xác chết. Cha phứt bỏ những cái lớp bọc của dầu thơm. Cha không cần chúng để thể hiện ra, để hiện ra cái vẻ đẹp đời đời, sự toàn vẹn đời đời. Cha mặc lấy y phục không thuộc về trái đất, được dệt bởi đấng là cha của cha, đấng đã dệt lụa cho các bông huệ trinh khiết. Cha mặc lại sự huy hoàng, cha được trang điểm bằng các vết thương của cha, không còn chảy máu nhưng phát ra ánh sáng. Ánh sáng này sẽ là niềm vui của mẹ cha và của các thánh, và là cái nhìn không thể chịu nổi đối với kẻ bị nguyền rủa và các ma quỷ trên trái đất. Và trong ngày tận thế, thiên thần của đời sống loài người của cha và thiên thần của các đau đớn của cha phục lạy trước nhan cha và thờ lạy vinh quang của cha. Họ đang ở đây, cả hai thiên thần của cha, một vị để vui sướng vì được thấy đấng ngài đã gìn giữ và bây giờ không cần sự bảo vệ của thiên thần nữa. Vì kia là thì vì đã thấy nước mắt của cha, bây giờ hiện diện để xem nụ cười của cha. Đã thấy cha chiến đấu, bây giờ nhìn chiến thắng của cha. Đã thấy đau thương của cha, để thấy niềm vui của cha. Và cha đi ra ngoài vườn, đầy nụ hoa và sương mai. Các cây táo mở, các nụ của chúng ra, để làm một cái vòng trên đầu cha là vua. Cây cỏ tạo ra cái thảm bằng mầm non. Và hoa dưới chân cha đã trở lại để đi trên trái đất đã được cứu chuộc. Sau khi cha đã bị treo lên ở trên đó để cứu chuộc nó, ánh mặt trời đầu tiên, cơn gió nhẹ của tháng tư, làm làn mây mỏng bay qua hồng như má trẻ con, chim chóc trong chồm lá. Chúng chào cha, cha là thiên chúa của chúng, chúng thờ lạy cha. Cha đi qua giữa cái đám lính gác đang bất tỉnh, tượng trưng cho những linh hồn ở trong tội trọng. Họ không cảm thấy sự đi qua của Thiên Chúa. Maria ơi, đó là lễ vượt qua, đúng là sự đi qua của Thiên Thần Chúa, sự đi qua của người từ sự chết qua sự sống, sự đi qua của người để ban sự sống cho những kẻ tin vào danh người. Đó là vượt qua, đó là bình an cho thế giới, bình an không còn bị che phủ bởi những điều kiện của con người, nhưng nó tự do hoàn toàn trong hiệu năng của Thiên Chúa đã trở lại với nó. Cha đi tìm mẹ cha, thật chính đáng là cha đi việc đó. Các thiên thần của cha đã thấy cha, thì đương nhiên rất đáng được hơn cho cái đấng mà ngoài cái việc canh giữ và khích lệ cha, còn là đấng đã cho cha sự sống. Ngay cả trước khi về với Chúa Cha trong y phục loài người được vinh hiển của cha, cha đi gặp mẹ cha. Cha đã đến đấy trong vẻ rực rỡ của y phục thiên đàng mà các viên ngọc sống. Mẹ có thể đụng vào cha, mẹ có thể hôn cha, vì mẹ là đấng trong sạch, đấng đẹp đẽ, là người yêu, là đấng được chúc phúc, đấng thánh của Thiên Chúa. Adam mới đến với Eva mới. Sự dữ đã đi vào thế gian bởi người đàn bà, và chính bởi người đàn bà mà nó bị hại, mà đã bị bại. Hoa trái của người đàn bà đã giải độc cho loài người khỏi nước miếng của Lucifer. Bây giờ nếu họ muốn, họ có thể được cứu. Mẹ đã cứu người đàn bà vẫn còn quá yếu vì vết tử thương trước kia, và sau đấng trong sạch, đấng có quyền vì sự thánh thiện và tình mẫu tử của người, xứng đáng được người con Thiên Chúa của mẹ đến với mẹ. Cha đã tỏ mình ra cho người đàn bà được cứu chuộc, với kẻ là thủ lãnh của một đoàn, là kẻ đại diện cho tất cả những phụ nữ mà cha đáng để giải phóng cho khỏi miếng cắn của giam ô, để cô nói với tất cả những kẻ đến với cha để được chữa rằng họ hãy tin cha, họ hãy tin ở cha, rằng họ hãy tin vào lòng thương xót rất hay thông cảm và tha thứ của cha để thắng Satan đang giày vò thân xác họ. Họ hãy nhìn thân xác cha với năm vết thương. Cha không để cho nàng đụng vào cha. Nàng không phải là kẻ trong sạch để có thể đụng vào mà không làm nhơ người con phải trở về với cha. Nàng còn phải thanh tẩy nhiều bằng sám hối, nhưng tình yêu của nàng xứng đáng phần thưởng này
Bằng ý chí của nàng, nàng đã biết sống lại từ nấm mồ của các kẻ trụy lạc. Bốp cháy Satan là kẻ chiếm hữu nàng, thách đấu với thế giới bằng tình yêu đối với vị cứu tinh của nàng. Nàng đã biết lột bỏ hết những gì không phải là tình yêu. Nàng đã biết chỉ là tình yêu thôi, để hao mòn đi cho Thiên Chúa của nàng. Và Thiên Chúa gọi nàng Maria. Còn hãy nghe câu trả lời của nàng Rabboni. Có trái tim của nàng trong tiếng kêu này. Chính với nàng là kẻ xứng đáng mà cha giao cho cái trách vụ làm sứ giả cho sự sống lại. Và lại một lần nữa, nàng bị khinh dễ tựa như nàng đã mê sảng. Nhưng những xét đoán của loài người không còn là gì quan trọng đối với Maria Magdalena, Maria của Giê-xu. Nàng đã thấy cha đang sống lại. Và điều đó cho nàng một niềm vui đẹp, dẹp yên hết mọi tình cảm khác. Còn thấy cha yêu chừng nào những kẻ có tội và muốn thoát khỏi tội lỗi. Không phải với ai khác, dù là Gioan mà cha tỏ mình ra trước, nhưng là với Magdalena. Gioan đã có bởi cha phẩm tính là con. Ông có thể được vì ông trong sạch. Ông có thể là con, không phải chỉ cách thiêng liêng, nhưng cũng còn cho và nhận những nhu cầu, những săn sóc có liên can đến thể xác cho đấng trong sạch và của đấng trong sạch của Thiên Chúa. Maria Magdalena kể đã sống lại trong ân sủng, đã được thấy trước tiên ân sủng sống lại. Khi các con yêu cha đến mức thắng tất cả vì cha, cha sẽ cầm cái đầu và con tim bệnh hoạn của các con trong đôi bàn tay bị xuyên thấu của cha. Cha sẽ thổi sức mạnh của cha vào mặt các con và cha cứu các con. Cha cứu các con, những đứa con yêu của cha. Các con trở lại nên đẹp, lành lặn, tự do, sung sướng. Các con lại trở nên còn cái yêu dấu của Chúa, cha sẽ làm cho các con thành những kẻ mang lòng tốt của cha giữa loài người khốn nạn, thành chứng nhân của lòng tốt cha đối với họ để thuyết phục họ vì nó và vì cha. Hãy tin, hãy tin, hãy tin vào cha, hãy yêu, đừng sợ, chớ gì tất cả những thứ mà cha đã chịu đựng để cứu các con, làm cho các con được chín chắn vì tình yêu của Thiên Chúa của các con. Và con hỡi Gioan nhỏ, cười sau khi khóc. Giê-xu của con không còn khổ nữa. Người không còn chảy máu, cũng không còn vết thương nữa. Nhưng chỉ còn ánh sáng, ánh sáng. Ánh sáng và niềm vui và vinh quang. Niềm vui và ánh sáng của cha ở trong con. Cho tới khi tới giờ của trời.